còn ấm ở dưới ấy này. Gì? Tài khoản của quý khách sắp hết. Sắp hết tiền. Nghèo nó tài khoản điện thoại hết tiền đây này. Tưởng đâu mà. Hello với tình yêu. Em còn đấy chị Hoàng Thực ơi. Còn nhá. Tối nhỉ? Chị lại cảm giác hay nó tại vì là để cho cái kiện pin như này bao giờ không chị đại. Em chào chị Thương Nguyễn ạ, em chào chị Hà Hoàng Thị nhá. Hello chị Trần Nụ ạ, em chào chị Phan tới nhá. Chị có còn sót chỗ nào không? Em sợ thì còn sót chỗ nào ấy. Đây nào gió trẻ con Sóc ơi, em sợ trẻ em Sóc ơi à. Thế à chị Hoa ơi, em bảo này, chị lấy cả cho em ít áo gió trẻ con mà cái hàng mà nó còn lẻ lẻ một ít chuyến trước ấy, có đây tặng các chị nốt nhá. Các bác vào đi săn quà này các bác ơi. Đùi nhung nhà em hình như là còn mấy chiếc thôi chị ạ, hết hàng rồi. Hôm nay săn cho các bác toàn siêu phẩm thôi ạ. Các bác vào like cho em xin một nút thả like thả tim nhá. Đồng Nai bây giờ, Đồng Nai với lại là Gia Lai hiện tại là đang chưa nhận được đơn nữa chị ạ. Tại vì là quá nhiều hàng tồn. Đấy, có nghĩa là bây giờ hết cách ly phong tỏa một cái là những bây giờ người ta sẽ phải đẩy những cái hàng mà tồn lại trước đi đã. Nó phải tầm khoảng chục ngày nữa thì mới là thông tuyến nhá chị nhá. Rồi, áo giữ nhiệt còn không chị còn nha em nhá. Linh Hà ơi, em chào chị Vi Lành ạ, em cảm ơn chị nhá. Em chào chị Minh Trường. Em còn sót một ít áo gió của trẻ con trai, con gái. Nhưng mà của cái chuyến trước là em về cái size bé, áo em mặc đẹp thế à. Vừa đẹp vừa rẻ chị ạ. Nhưng mà thôi ạ, từ từ ạ nhá. Đâu, bác ơi chưa? Không nhìn rồi này, sao hôm nay không thấy sang đây nhỉ? Các bác vào like cho em xin nút chia sẻ với nhá. Chia sẻ hôm nay mình mà ẩn comment rất là tiếc thôi. Các chị ạ, hôm nay là em sẽ
xin phép các chị em tặng quà 20 tháng 10 sớm cho các chị em nhà mình luôn nhá. Cả người lớn này, trẻ em đều có hết. Không có lớp tốt dài tay thì em lại không hay bán những cái kiểu như thế chị ạ. Khoác bé trai 45 cân có chị ơi, áo gió của bé trai các bé nhà mình cứ tầm khoảng là dưới 50 cân ý, dưới 50. Đấy chị ạ, dưới 50 cân đổ về. Đây là em còn sót một ít của áo gió của cái chuyến trước ấy. Đây là cái loại là form bé nhá, loại size bé. Bây giờ là còn những cái size số như nào nhỉ? Số 2, số 6 đúng không? Bây giờ là ngày mai các chị chọn xem ạ. Áo này xem là các bé nhà mình nào vừa thì các chị lấy nhá. Đấy chạ, các bé nhà mình có cả con trai con gái này. Ngày mai các chị em mình hoan hỉ cho em cái màu. Đấy chạ, ngày mai các chị em mình hoan hỉ cho em cái màu. Các chị lên đơn hàng sẽ là tặng gió bé. Đấy chạ, tặng gió bé và kèm số điện thoại cho em. Ngày mai các chị chọn cho em ạ, con trai hoặc con gái. Em biếu các chị em mình lấy cho các con nhá. Đấy chạ, 20.000 một áo, 20.000 đồng một áo gió các chị này. Các chị coi mình là tặng gió bé và kèm số điện thoại. Đấy chạ, tặng gió bé 20k và kèm số điện thoại cho em với. Có cả bảng màu của con trai, có cả bảng màu con gái, xinh cực kỳ luôn. Đấy chạ, xinh cực kỳ luôn. Em biếu các chị mình lấy cho các con ạ, 20.000. Đấy chưa ạ, 20.000 đồng. Ok không các chị này, hoan hỉ cho em đầu like đi. Đấy chạ, hoan hỉ cho em đầu like, chia sẻ live stream cho em với ạ. Còn chị Nguyễn Ngảnh ơi, tí em lên sau ạ. Nhường chị ba lô đi còn lâu, em mãi mới để dành được cái ba lô. Chị cứ đòi lấy của em chị. Gió xịn màu đen à, rồi ok chị Lụy Anna lên số điện thoại ạ. 19 cân có không ạ, tí em sẽ lên cái dòng size to sau. Bây giờ cái mẫu này em là em còn sót một ít ý. Em tặng các bé nhà mình tầm khoảng là 9-10 cân đấy, tầm khoảng 15 cân thôi. Bây giờ em chỉ còn size các bé nhà mình tầm 9-10 cân đến tầm 15 cân đổ về, cả con trai con gái nhá. Còn tí nữa size to thì hôm nay nhà em về đủ di đủ số thì tí em lên sau. Hôm nay về toàn gió đẹp hàng Quảng Châu cho các bé nhà mình thôi. Nhưng cái mã này em còn sót một ít ở cái chuyến trước ấy. Đấy chứ ạ, 20.000 một chiếc, các bé thì mình tầm 10 đến 15 cân. Đấy chứ ạ, các bé thì mình cứ tầm 10 đến 15 cân ạ. Tím, hồng đậm, hồng nhạt này là của con gái nhá. Còn màu những cái bảng màu là của con trai đây. Đấy chứ ạ, những cái bảng màu là của con trai ạ, xinh lung linh luôn. Ok chứ ạ, xinh lung linh luôn ạ, nhỏ nhỏ xinh xinh luôn ạ, 20.000. Đúng không ạ? 20.000 ạ, em còn sót ít đâu chị. Phải cái này không? Phải nó đây. Đây. Em còn sót mấy cọc lẻ lẻ như này này. Em biếu các chị em nhà mình mua cho các con nhá, 20.000 một chiếc. Đấy chứ ạ, cứ 20.000 một chiếc cả con trai con gái. Cả con trai con gái cho em ạ, cứ dưới 15 cân nhá. Dưới 15 cân còn tí em sẽ lên size to sau ạ, đủ di đủ số sau. Rồi tiếp theo các chị này. Tiếp theo đi. Ôi nhỉ, hôm nay cái huyền rồi nó có sao không đây. Em còn một ít kính nha các chị này. Đấy chứ, em còn một ít kính ngày hôm nay xin phép em tặng các chị luôn. Đấy chứ, chị nào được cái nào thì các chị mình hoan hỉ cho em cái đấy. Đấy chứ ạ, chị nào được cái nào thì hoan hỉ cho em cái đấy. Toàn bộ kính xịn xò luôn à các chị này. Các chị comment là tặng kính cho em với ạ. Tặng kính và kèm số điện thoại ạ. Đấy chứ ạ, tặng kính và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị nào được cái nào thì các chị mình gọi là hoan hỉ cho em cái đấy nhá. Em biếu các chị mình ngày hôm nay này. Đấy chứ ạ, các chị đi ra hiệu các chị mua ạ. Toàn hạn mấy trăm nghìn một cái. Toàn mấy trăm nghìn đồng một cái. Đấy chứ ạ, các chị ơi em tặng các chị luôn này. 39.000 đồng cho bác nào chia sẻ like. Em bảo rồi em tặng các chị gọi là giá đẹp ạ. Chị nào được cái nào lấy cái đấy nhá. Đấy chứ ạ, em tặng ngẫu nhiên đấy, mỗi chị nhà mình một chiếc. Các chị comment là tặng kính cho em ạ, 39.000 mà kèm số điện thoại ạ. Tặng kính 39.000 mà kèm số điện thoại cho em còn sót một ít thôi. Ui sao cái này đẹp vậy. Ui này, dã man này. Đấy chứ ạ, chị nào được cái nào hoan hỉ cái đấy ạ. Không chọn kiểu các chị nhá, không chọn hình, không chọn kiểu cho em. Các chị comment là tặng kính 20.000, à quên 39.000. Tặng kính 39k và kèm số điện thoại này. Cái này là em dọn kho em còn sót một ít đấy. Đấy chứ ạ, đợt trước em bán rẻ nhất là 150.000. Để chạm 150-170.000. Bây giờ em biếu các chị nhà mình ạ. Em còn tầm 20 cái nhá. Em còn tầm 20 cái kính ạ, các kiểu khác nhau. Em bảo rồi ạ, chị nào được cái nào hoan hỉ cho em cái đấy ạ. Tặng kính cho em ạ, 39.000. Tặng kính 39k và kèm số điện thoại này. Ok chưa ạ, tặng kính 39.000 và kèm số điện thoại cho em ạ. Tặng kính 39.000. Nói chung là nó có nhiều kiểu khác nhau luôn. Để chạm nó có nhiều kiểu khác nhau lắm ấy. Em biếu vừa bán vừa tặng các chị luôn ạ. 39.000 một áo. À quên 39.000 một cái. Để chạm 39.000 một cái kính. Đấy chứ ạ, 39.000 một cái kính cho em ạ. 39.000 đồng các chị không hề nghe nhầm luôn. Toàn kính đẹp thôi các chị ơi. Các chị đã mua nhà em rồi các chị biết. Đấy chứ ạ, đã mua nhà em rồi các chị cứ gọi là ok đi. Ok luôn cho em. 39.000 một cái, cứ 39.000 một cái cho các chị mình gọi là sướng đời. Đấy chứ ạ, cho các chị mình gọi là sướng đời luôn. Ôi dồi ôi, cái này em tìm mãi mà chả thấy này. 39.000 đồng. Đấy chứ ạ, các chị mình lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Các chị mình lên đơn và kèm số điện thoại cho em ạ. 39.000 đồng một chiếc nha, hoan hỉ nhá. Chị nào được cái nào lấy cái đấy nhá. Em còn tầm 20 chiếc.
Để cho em còn tầm là 20 cái. Các chị ơi, các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại trên là tặng kính 239.000. Rồi em qua mẫu này, các bác cho em xin một lượt chia sẻ với ạ. Em bảo rồi, hôm nay chị nào mà ẩn comment rất là tiếc thôi. Các chị ơi, ẩn comment cực tiếc nhá. Nhiều kiểu lắm này các bác này. Để chạm nhiều kiểu lắm luôn ạ. Mà có 39.000 đồng. Các chị mua được ở đâu giá này ạ các chị? Để chạm mua được ở đâu giá này ạ? Em biếu các chị luôn ạ, 39.000 đồng các chị này. Đẹp xịn xò thôi, không dơ nữa nhá. Để chạm nào hoan hỉ cho em cái đấy đi. Để chạm được cái nào thì cứ gọi là ok, ok luôn đi. Ok chưa ạ? 39.000. Trời ơi, nguyên mà các chị đi mua cái hộp này, nguyên một cái hộp ấy đây các chị này. Để chạm toàn hái nó bán 150. Nguyên đi mua cái hộp đã bao nhiêu tiền đúng không ạ? Bây giờ em biếu các chị mình luôn ạ, 39.000 một cái. Mỗi chị em mình lấy một cái nhá. Để chạm mỗi chị em mình lấy một cái cho em đi. Rồi tiếp theo, đưa túi sách đây. Túi sách này cho em này. Em còn tầm khoảng 5-6 cái. Để chạm các kiểu được cái nào lấy cái đấy. Được cái nào hoan hỉ cho em cái đấy. Toàn bộ túi đẹp cho em ạ. Túi hàng Quảng Châu các chị yêu nhá. Túi hàng Quảng Châu ạ, xịn xò con mò luôn các bác này. Các chị comment là tặng túi nhá. Em bảo rồi, đẹp nhức nách luôn các bác ơi ạ. Đẹp nhức nách luôn này. Ok chưa ạ, em đã tặng. Em đã không tặng thì không tặng, nhưng mà đã tặng các chị là toàn tặng hàng đẹp thôi. Để chạm gọi là đã tặng các chị là toàn chơi hàng đẹp thôi ạ. Đâu đâu đây chị ơi, còn mấy chiếc chị? Còn 6-7 cái thôi. 6-7 cái à, còn 6-7 cái túi. Các chị comment là tặng túi cho em bao nhiêu tiền nhỉ? 79.000. Đúng không ạ? 79.000 đồng một cái. Chị em nào được cái nào lấy cái đấy nhá. Để chạm chị em mình được cái nào lấy cái đấy ạ, không chọn nhá. Chị nào cảm thấy ok lấy ạ, 79.000. Đấy trước toàn bộ của nó là hàng của nó hơn 300. Để chạm toàn bộ hàng của nó hơn 300.000. Bây giờ em biếu các chị nhà mình là 79.000 một túi. Ok chạm 79.000 đồng một túi. Các chị mình lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đúng rồi chị ơi, kính như trước mua 150. Bây giờ là em còn sót kho ấy. Nó còn một tí ấy. Ê, các chị comment là tặng túi bao nhiêu tiền chị? 79.000 đúng không? 79.000 đồng. Mình lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Tặng túi 79k nhá. Chị nào được cái nào thì hoan hỉ. Để chạm coi như là em biếu các chị ạ, quà 20 tháng 10. Để chạm quà 20 tháng 10 các chị nhìn hàng cho em ạ. Toàn bộ túi hàng Quảng Châu, chứ túi này không phải là hàng xưởng nhá. Túi này không phải hàng xưởng luôn. Để chạm tặng túi ạ. Bạn 79.000 đồng. Để em cái túi con ông đi, để em đựng đồ cho cháu á. Rồi ôi đây, đây đây. Con ông là cái gì? Túi con ông là cái gì? Thế nào cái con ông là thế nào? Rồi em còn tầm khoảng là mấy cái? Mấy cái? Chục cái. Chục cái đúng không? Rồi còn tầm chục cái. Để chạm. Còn chục cái. Được cái nào lấy cái đấy thôi em ơi. Được cái nào lấy cái đấy nha. Ôi này hến này. Các chị nhìn hến cho em này đẹp chưa? 79.000. Đẹp nhức nách luôn. Để chạm đẹp nhức nách thôi. Thôi nhá. Thôi nhé. Tình yêu ơi. Đây em lên luôn áo đây. Bình tĩnh chị ơi. Ở đây này. Chạm luôn cái áo đi. Thực sự luôn ạ. Cái này là các chị mua về là tầm đúng tầm đẹp là các chị mua về tặng các mẹ. Để chạm đúng tầm đẹp luôn. Các chị nhìn cho em ạ. Tất cả cái hàng này là hàng em bị bom. Để chạm hàng em bị bom. 1.300 áo bây giờ là bị bom về bằng này chiếc. Để chạm bị bom này về bằng này trước, xỉ ôm không có như chiêu nhá, xỉ ôm không có. Các chị comment cho là quà một cho em rồi ạ. Để chạm quà một thực sự luôn, nếu mà để mà em bán lẻ vẫn đang bán các chị 130.000, 140. Còn thị trường đang bán là trên 300.000 một áo này. Nó là dòng áo thổ thông hơi mà trước em bán đấy. Để chạm dòng áo thổ thông hơi ạ, chị nào được cái nào hoan hỉ cho em cái đấy. Để chạm không chọn kiểu, không chọn xa, à không chọn kiểu nhá, không chọn hình, không chọn kiểu ạ. Lấy hình ngẫu nhiên cho em. Để chạm lấy hình ngẫu nhiên cho em ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là gì ạ? Cái gì đây? Quà 1 ạ. Ok chưa ạ? 50.000 một áo. Quà 1 và kèm số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ hàng cao cấp các bác này. Để chạm em tặng các chị nhà mình 50.000. Bây giờ em còn xa các chị yêu nhà mình từ 45 cân đến 65 cân. Để chạm từ 45 cân đến 65 cân đổ với em chút đơn hàng ạ. Các bác nhìn hàng cho em này. Để chưa ạ? 50.000 đồng. Ok chưa ạ? Cho bác nào chia sẻ livestream. Cho bác nào chia sẻ livestream cho em. Để chưa ạ? 50.000 một áo. Thị trường đang bán các chị trên 300 đấy ạ. Thị trường đang bán trên 300. Em biếu nhà các chị mình 50.000. Em biếu các chị nhà mình 50.000 ạ. Được hình nào lấy hình đấy cho em. Ok chưa ạ? Đây các chị này. Thực sự luôn ạ. Nếu mà hàng này mà các bác không mua được ấy, mà bác nào mà bom hàng của những em thì thực sự luôn chẳng mua được hàng nhà ai. Không mua được hàng nhà ai luôn. Đấy. Một con áo này khách hàng gọi là có chị lấy đến mười mấy cái áo luôn.
mà các chị còn không chê được câu nào. Chị bảo nhà em Loan ơi bán rẻ thế, chị đang mua ngoại trường nhà chị gần 300.000 hoặc là 320.000 một áo, mà bây giờ em tặng các chị 50.000 để chạm mạng lang thế à? 50.000 một áo, ok chưa ạ? Chọn size vừa không chọn kiểu nhá, chọn size vừa không chọn kiểu giúp em với ạ. 50.000 rồi qua mẫu này. Chị nào được cái nào hoa thì cho em ạ. À, em ưu tiên bác nào chia sẻ like nhá. Ưu tiên cho bác nào chia sẻ like xin cho em ạ. 50 này. Rồi lên luôn. Áo em mặc đây. Áo em mặc ở chỗ ở trong góc kia đúng không? Rồi đây đây đây, áo em mặc lên luôn đây ạ. Mã này khách hàng lên cho em là gì ạ? Quà 2. Đấy chứ ạ. Quà 2 cách số điện thoại cho em. Bây giờ em có size các chị dưới 65 cân nhá. Từ khoảng là 42-43 cân đổ lên ạ. 42-43 cân đổ lên ạ. Bộ u bì có bán không em? Tí em bán chị ơi. Đến tầm 65 cân đổ với em chốt đơn. Em ơi nhìn này. Các chị ơi nhìn trông cực sang luôn. Chị ơi lấy cho em mấy con áo này ra với. Quà 2 ạ. Quà 2. Nó là áo dài tay. Để chặn nó là áo dài tay ạ. Em cứ thích gọi là kéo kéo lên. Em mặc kiểu dòng tay lỡ ấy. Bác nào thích tay lỡ các chị kéo tay lên cho em đi này. Để chặn quà 2 lên đơn hàng cho em. Toàn bộ hàng xịn sò khoang nhá. Để chặn toàn bộ hàng SD3 luôn ạ. Có size các bác nhà mình dưới 65 cân. Nói chung là thị trường vẫn đang bán các chị tầm khoảng 180-190. Đấy chứ ạ, 180-190. Nhưng ngày hôm nay em hoan hỉ luôn. Các chị bây giờ các chị đặt là đến đúng là tầm khoảng là 20 là các chị nhận được hàng. Ví dụ là bây giờ là 12 đúng không? Khoảng một tuần thì các bác nhận được hàng là kịp đúng không? Kịp mà các chị đang mua để tặng quà ấy. Đấy chứ ạ, tặng quà cho cô giáo rồi, tặng quà cho mẹ, tặng quà cho bà các kiểu luôn ạ. Em biếu các chị mình ngày hôm nay là 129.000 đồng. Ok chị ạ, quà 2 cách số điện thoại cho em ạ. 129 em có size là L1XL2XL. Để chặn từ size L1XL2XL. Các chị lên đơn hàng chỉ là quà 2 không đọc tên nhá. Tại vì là số lượng nó có rất là ít. Được chặn số lượng có rất là ít luôn cho em ạ. Toàn bộ hàng xịn cho các chị yêu luôn này. Ok chặn toàn bộ hàng xịn ạ. Quà 2 cho em rồi ạ. Quà 2 kèm số điện thoại này. Em bảo rồi ạ. Chị nào nhanh tay được. Ok chị ạ, chị nào nhanh tay được cho em ạ. Toàn bộ những cái dòng áo giữ nhiệt đình đá. Để chặn toàn bộ dòng áo giữ nhiệt đình đá cho em ạ. Quà 2 lên đơn hàng cho em nhá. Em biếu các chị mình nói hôm nay là 129.000 đồng ạ. Em bao giá toàn quốc luôn. Được chưa ạ? Em bao giá toàn quốc luôn ạ. 129.000 đồng một áo. Các chị nhập buôn giá cao hơn em đấy. Được chưa ạ? Các chị nhập buôn giá cao hơn em luôn ạ. Tặng khách hàng em là 129. Phong ngắn em chưa lên phong ngắn đâu chị La Lâm ơi. Bây giờ là có cái gì em lên luôn. Em sẽ không theo ý kiến của mọi người. Tại vì là mỗi người một ý kiến. Em sẽ lên theo cái số lượng mà hàng nhà em đang có. Được chưa ạ? Quà 2 cho em 129.000 đồng. Các chị yêu mình lên đơn hàng và kèm số điện thoại. Đấy chạm, các chị em mình lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. 129 em qua mẫu này. Không đọc tên chốt nhá các chị yêu nhá. Các chị cứ lên số điện thoại cho em là có đơn. Hàng này thì em bao các chị về số lượng. Đấy chạm, hàng này em sẽ có số lượng các chị mình. Các chị cứ lên đơn hàng thoải mái ạ. Dưới 65 cân đổ về các chị chốt đơn hàng nhá. Co giãn. Đấy chạm, toàn bộ hàng co giãn luôn ạ. Đá tổ đá màu. Đá màu ạ. Gen cổ rất là đẹp luôn. Nhất là các chị mặc ở trong áo vest, áo da hay áo dạ ấy. Nó cái điểm nhấn các chị này, điểm nhấn cho em là cổ gen đính đá. Đấy chạm, quà 2 cho em. Comment đúng mã hàng một kèm số điện thoại cho em là các chị mình có đơn hàng nhé. Tiếp theo qua mẫu các chị một cái mẫu thứ hai. Để chạm qua mẫu các bác này. Em ơi nó đẹp chứ, hàng hai lớp chứ phải một lớp mỏng tèo mà các chị mặc có bị lộ đâu nhá. Nhớ để lại số điện thoại cho em là có đơn ạ. Đây em cho các chị yêu mình xem này, nó là hai lớp đấy ạ. Chứ không phải là dòng một lớp hàng xưởng đâu. Ok chưa ạ? Lên đơn hàng cho em là quà 2 và cách số điện thoại cho em. Để chạm quà 2 và cách số điện thoại cho em ạ. 129.000, 129.000 đồng ạ. Tiếp theo lên các chị một cái mẫu. Đây đây đây. Tiếp theo quà 3 này. Để chạm toàn bộ hàng gọi là chất lử lử lư luôn. Áo len cổ Đức nào. À cái áo dòng đấy là tí em lên sau chị nhá. Mã này khách hàng lên cho là quà 3 đi. Có size từ S đến XL đúng không? SML XL. Ok chọn SML XL cho em ạ. Toàn bộ dòng cao cấp nhá các chị yêu nhá. Chất lượng gọi là các chị không phải suy nghĩ câu nào. Để chạy chất lượng các chị mới suy nghĩ câu nào luôn ạ. Đủ size số. Đủ size số cho các chị mình nhá. Xem nào, mã này có size bao nhiêu cân nhỉ? SML X. Em mặc cái áo 2 dây nó hơi bị cao. Trời ơi, đẹp quá các chị này. Để chạy đẹp quá luôn này. Xịn sò con bò luôn nhá. Mã này các chị comment cho là quà 3. Để chạy quà 3 cho em với ạ. Chị Hiếu, chị Hiếu là khách xịn sò nhà em Loan nhé. Rồi ok các chị luôn ạ. Mã này là quà 3 cho em. Mã này là cổ kéo khóa các chị yêu nhá. Cổ kéo khóa cho em ạ. Quà 3 lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại cho em này các chị ơi.
Em ơi đẹp quá này các chị này, nhìn cho em cái dây này, xịn chưa? Bây giờ em chốt các chị tầm 40 cân này, đến tầm khoảng là 63 cân đổ về. Đấy chứ ạ, 40 đến 63 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Các bác nhìn cho em nhé, toàn bộ hàng Quảng Châu. Đấy chứ ạ, toàn bộ hàng Quảng Châu các chị nhìn cho em ạ, mác tem mác xịn sò luôn. Ok chứ ạ, tem mác xịn sò luôn. Em nhiều các chị nhà mình ngày hôm nay là 125.000 đồng. Được chưa ạ, 125.000 đồng các chị mình lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em 125 nhá, quà ba lên luôn cho em mã này. Đấy chứ ạ, quà ba lên luôn mã này cho em một cái số điện thoại. Chết rồi các chị ơi, thật sự luôn ạ. Mã em đặt được ít quá. Đấy chứ ạ, mã em đặt được ít quá. Các chị nào nhanh tay có đơn nhá. Đấy chứ ạ, 125.000 đồng một áo. Em tặng các chị gọi là giá rẻ bất ngờ luôn ngày hôm nay. Đấy chứ ạ, rẻ bất ngờ luôn ngày hôm nay ạ. 125.000 đồng các chị mình lên đơn hàng trên là quà ba nhé chị yêu nhá. Quà ba cách số điện thoại cho em ạ, 125. Từ 40 cân đổ lên ấy, SMXL mà chị, 40 cân đến 63 cân. Từ 40 cân đến 63 cân đổ về em chốt đơn. Các bác nhìn cho em này, ren đính đá. Đấy chứ ạ, toàn bộ hàng ren đính đá cho em ạ. Toàn bộ hàng này hàng môi, hàng xịn sò rác luôn ạ, 125.000 đồng. Mã 021 tuyệt vời, Loan ơi, nay nhận hàng rồi à. Thế à, em cảm ơn chị nhá. Chị Nguyễn Thị nhớ ơi, cho em xin số điện thoại của chị em kiểm tra đơn hàng ạ. Chị Thanh Huyền rồi ok này, chị Lương Vũ có đơn ạ. Nhớ cho em xin một nút chia sẻ nhé bác nhá. Được chưa ạ? Bác nào nhận được hàng nhà em rồi ạ, đẹp này, chất lượng này, được chưa ạ? Giá rẻ này, cho em xin một nút chia sẻ ủng hộ cho em nhá. Chị Hoàng Thắng rồi ạ, chị Báo Hòa rồi ok, chị em chốt đơn hàng ạ. Quà ba cách số điện thoại cho em. Ok chị ạ, quà ba và cách số điện thoại cho em ạ. Tiếp theo ạ. Đẹp cứ gọi là nhức nách luôn. Tiếp theo quà 4 này. Hôm nay cho các bác gọi là toàn siêu phẩm. Gió MB còn sót màu đen. MB, gió MB à. Để em cũng biết là xem có còn không chị nhá. Chị Ánh Phương ạ, ngày mai em kiểm tra đơn nhá. Gọi ngày mai trực tiếp gọi vào cái số hotline 0989198028 ấy. Nếu mà chuyển tiền thì chị gọi vào cái số điện thoại đấy cho em với nhá. Để em xem là cái tên Facebook là gì. Tại vì nhà em rất là nhiều người chuyển cọc tiền ấy. Đấy, các chị phải ghi rõ cái tên Facebook của em với ấy. Không có lại nhầm lẫn nhau. Đây các bác này, mã này khách hàng lên xem là quà mấy? Quà 4. Quà 4 ạ. Đấy chứ ạ, quà 4 và kèm theo số điện thoại cho em. Quà 4 lên đơn hàng kèm số điện thoại này. Em có từ size em à, gì nhỉ chị nhỉ? SMXL 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Ok chị ạ, 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. 129.000 đồng lên luôn cho em với. Đấy chứ ạ. Em thấy bên bưu, bên chuyển phát thì người ta báo là Gia Lai thì tạm dừng 10 ngày chị ạ. Gia Lai tạm dừng 10 ngày cho nên là em chỉ biết báo các chị như thế thôi ấy. Không biết thế nào tại vì là cứ hết giãn cách phong tỏa xong là nhiều cái hàng tồn ứ đọng lại thì người ta phải giải quyết hết những cái hàng tồn đấy đã, xong rồi người ta mới nhận được đơn mới. Cho nên là em cũng biết báo khách hàng như thế thôi. Áo em mặc là quà 4 đúng không? 40 cân đến 65 cân ạ, đủ size từ XL nhá, 129.000 đồng. Được chưa ạ? Bình thường cái áo này bên ngoại trường người ta bán các chị 180-190. 180-190 em biếu các chị mình ngày hôm nay ạ, 129.000 đồng một áo. Rẻ đẹp chất lượng, được chưa ạ? Rẻ đẹp chất lượng luôn ạ. Toàn bộ hàng Quảng Châu cao cấp các bác nhá. Quà 4 cho em. Rồi cho em xin một cái mã áo gió. Được chưa ạ? Áo gió nhỡ, áo gió đại của trẻ con. Hôm nay sẽ về các chị là từ đến xem từ size bé nhất đến size to nhất nhá. Để xem bao nhiêu cân. Mã nào cũng được. Thế kìa. Ngoài cửa chị ơi. Nó có mấy màu ấy? Đây bây giờ lên có trẻ con đây. Hôm nay là chuyến hàng các bác đang rất là mong đợi. Tại vì là mua cho các mẹ nhiều rồi còn chưa mua cho các con. Đúng đợt gió đầu mùa nhà cô Loan về cho các bé toàn gọi là hàng xịn sò luôn. ML, XL, 2XL đây, từ size M đi lên này. Để em dở xem cái size bé nhất của trẻ con là size bao nhiêu nhá. Chị lấy cho em cái size M chị ơi. Lấy cho em size M với size 2X đây. Để em áng đi chừng cái cân nặng đây. Quên mất không bảo cái bọn trẻ con này mình nó ra nó mặc. Toàn bộ hàng Quảng Châu. Được chưa ạ? Toàn bộ áo gió hàng Quảng Châu luôn ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là gió 1. Được chưa ạ? À không, từ từ đã. Đấy là size gì đấy? Ờ, đấy là size M. Đây là size M. Chị cứ lấy cho em size M với size 2XL đi. Lấy cho em size bé nhất và size to nhất rồi đây. Rồi ạ, quà 4 các bác mình cứ lên đơn cho em nhá. Quà 4 và kèm số điện thoại cho em là áo này ạ.
xay này là cái màu vàng xay hay em mặc thử cho các bác mình xem cái áo của trẻ con và size to nhất đó là size 2XL nha. Em sẽ đánh có size từ size M đi lên, size to nhất là size 2XL của mã này, được chưa? Size 2XL em còn mặc được ấy, em còn mặc được size 2XL luôn. Các chị nhìn cái lớp lót bên trong áo này, được chưa? Gió gọi là nhẹ nhàng luôn ạ, toàn hàng đẹp chất lượng, được chưa? Toàn hàng đẹp chất lượng luôn ạ. Đây mặc thử cái gió của trẻ con của size to nhất nhá. Mã này thì chắc là chốt hơn các bé thì mình dưới 50 cân. Đợi lâu lắm rồi à? Đây em 53 cân mặc được nhá, nhưng mà chốt cho các bé dưới 50 cân thôi. Ok, chạy chốt cho các bé nhà mình dưới 50 cân. Đây là size 2XL này, từ size M đi lên. Em đang có màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Đâu rồi cái màu xanh thì bốc đi đâu rồi chị Hoa? Em này em lấy này. Đây ạ, bé nhất thì chắc là tầm khoảng là 25 cân đổ lên. 25 cân đổ lên ạ, đến tầm khoảng là 45 48 cân đổ về đi. Thế chạy 50 cân sợ hơi chật đấy. Để chạm 25, 25, 26 cân đổ lên các bác nhé. 25, 26 cân, màu này em đang gọi là màu, màu em mặc là màu vàng. Đây là màu xanh cho em này, và đây là màu đỏ. Để chạm màu vàng, màu xanh, màu đỏ và kèm số điện thoại cho em. Do bé gái tạm thời hôm nay chưa về được hàng, hôm nay chỉ về trước của bé trai thôi. Để chạm em về trước của bé trai, đây là áo gió của con trai đấy ạ. Đây em mặc thử một cái nhé, cho các bác mình xem cái form dáng với cái màu của nó. Em mặc thì nó hơi ngắn tay, để chạm tại mình là người lớn. Còn trẻ em thì chốt cho các bé nhà mình cứ tập khoảng là dưới 50 cân thôi. Nói chung là con gái khoác được mà chị, nhưng mà áo này dành cho con trai. Nhưng vế nào con gái vẫn thích kiểu cái phong cách một tí thì con bé vẫn mặc được. Đấy chứ ạ, thị trường đang bán các chị trên 200 nghìn một áo. Em tặng các chị mua cho bé ngày hôm nay 159 nghìn đồng. Hàng Quảng Châu, hàng đẹp các bác nhá. Đấy chứ ạ, hàng Quảng Châu xịn sò luôn ạ. 159 nghìn đồng ạ, mã gì ạ? Có bé trai. Chị Yến sao đấy? Quà năm. Đấy chứ ạ, quà năm cho em. Quà năm lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Đấy chứ ạ, em có đủ size từ M đến 2XL. Từ M đến 2XL luôn ạ, quà năm cho em nhá. 159 nghìn à chị? 159 nghìn đồng một áo. Thôi bán 155 nghìn đi chị. Chị sửa lại em 155 đi. Đấy chứ ạ, quà năm đúng không? Quà năm màu đỏ này, quà năm trên màu vàng và quà năm trên màu xanh. Kèm theo số điện thoại cho em ạ. Quà năm cho em với đủ size số. Để chạm đủ size đủ số luôn ạ, 155 nghìn một áo. Từ khoảng là 25 cân đến tầm khoảng là 48 cân. Để chạm 48 cân. Đấy các chị mình cứ lên đơn, em mặc vừa đấy. Em mặc vừa cái size to nhất của con trai, của con trai ấy. Nhưng mà là tay em mặc nó hơi bị ngắn. Để chạm tại vì người em cao. Người em cao ạ. Cho nên để chốt được các bé thì mình cứ dưới tầm dưới 50 cân nhá. Để chạm dưới 50 cân là vừa. Dưới 50 cân trên là vừa. Các chị mình lên đơn hàng trên là quà năm và kèm các chị chọn màu cho các bé nhà mình. Từ 25 cân ạ, đến tầm khoảng là bao nhiêu cân? Đến 48. Đến 48 cân đi. Được chưa? Từ 25 cân đến 48 cân đổ về em chốt đơn nào. Được chưa? Màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Các bác cứ làm cho em 3 chiếc 3 màu cho các bé. Được chưa? 3 chiếc 3 màu. Ôi size này size gì đấy? Size bé, size to kia. Ôi size bé nhất. Bé nhất tầm 25 cân thì hàng Tết nhà em là mặc vừa. Cái thằng bé, nhưng mà điện thoại mà nổ ầm ầm thế. Đây, quà năm cho em các bác ơi. Để chưa ạ, thiết thực nhất luôn. Chuyến hàng em phải săn được rất là lâu. Cu lớn như em mặc vừa, em mặc vừa là cu lớn như em mặc vừa mà chị. Em với con trai em mặc vừa áo của nhau. Nhiều khi là em mặc áo của nó còn bị rộng ấy, tại vì trẻ con kiểu nó thấp ấy, nhưng mà nó béo. Con nhà em nó 45 cân rồi. Nó mặc vẫn rộng rãi thoải mái. Không biết thằng Tôm là mình đâu ấy nhỉ. Để cho nó ra nó thử cái áo này size to nhất cho các bác xem. Đây em mặc vừa mà. Em 53 cân đây này. Thực sự luôn. Em 53 cân mà em mặc được cái áo này. Em chốt các bé thì mình cứ tầm 48-50 cân. Các chị comment là quà năm mà kèm số điện thoại thôi qua mẫu chị ơi. Hết hàng. Cho em một mã nữa nha. Có mấy mã các chị ạ, không phải có một mã đâu. Quà năm các chị cứ chọn màu chọn size vừa cho các bé nhà mình luôn ạ. Từ 25 cân đến tầm 50 cân, 48-50 cân ạ. 25 đến 48-50 cân này các chị này. Lâu lắm mới về được cái áo hàng size đại. Mà size đại người ta bán rất là cao, không có rẻ đâu. Nếu mà hàng Quảng Châu đẹp các bác nhé. Được chưa ạ, các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Tiếp theo ạ, mã này. Mã em có 3 màu sao chị? Xem một em xem có mấy màu. Nói chung là cứ từ 25 đến tầm khoảng là bao nhiêu? 25 đến tầm khoảng là 50 cân. Đấy, các bé nhà mình cứ tầm tầm cân nặng đấy. Thì các chị mình giá chốt đơn cho các bé nhé. Ôi trời ơi, các chị này. Thề luôn. Được chưa ạ, đẹp nhức nách. Các chị comment cho là quà 6 này. Để chạm quà 6 cho em ạ. Quà 6 và kèm số điện thoại nhá.
Đây là màu này em gọi là màu đen này. Màu xanh, màu đỏ, 3 màu, đúng không? Đen, xanh, đỏ em đang có 3 màu. Các chị comment cho là quà 6 ạ. Quà 6 và kèm số điện thoại. 49 cân có vừa mà em. Đây này, em 53 cân, em cao 1m57 các chị ơi. Em 53 cân cao 1m57. Em mặc được thì chắc là con các chị cũng mặc được thôi. Đây này, em mặc gọi là vẫn ok luôn, ok luôn. Được chưa ạ? Quà 6 cho em với ạ. Quà 6 ạ, cu chị 49 cân có vừa chị ơi. 49 cân có vừa, chốt các bé chị cứ dưới 50 cân. Em mặc vừa là con nhà chị có 50 cân mặc vừa cho em. Tại vì em 53 cân các chị ạ. Em 53 cân cơ, em gần 54 cân đấy. Đấy, các chị nhìn trên màu đỏ này. Được chưa ạ? 155.000 một áo. Hàng này hàng say đại các bác nhá. Áo nhiệt đẹp lắm em ơi, cảm ơn chị Lê Mười. Được chưa ạ? Cảm ơn chị Lê Mười ạ. Đây chị này. Ôi chất này nó sướng đời lắm này các bác ơi. Đấy chị ạ, hàng đẹp xịn xò luôn ạ. Màu đỏ cho em mã này là quà 6 nhé chị yêu nhá. Màu đỏ, màu đen với lại là màu xanh. Đỏ, đen, xanh 3 màu ạ. Đấy chị ạ, đỏ, đen, xanh 3 màu. Mã hàng cho là quà 6 ạ. Quà 6 cách số điện thoại cho em này. Đồ con trai. Chuyến sau thì em sẽ về đồ con gái nhá. Bây giờ về đồ con trai trước. Đấy, các bác lên mã hàng cho em ạ. Cho em xin lượt chia sẻ với các chị ơi. Đấy chị ạ, cho em xin lượt chia sẻ. Mã này chốt các bé nhà mình cái tầm khoảng là 12 tuổi. Đấy chị ạ, 12 tuổi và tầm khoảng là 47-48 cân. Đến tầm khoảng là dưới 50 cân đổ về, từ 25 cân đổ lên. Đấy chị ạ, 155.000. Đây chị này, đây màu đỏ cho bé này. Đấy chị ạ, màu đỏ cho bé. Em mặc vừa mà. Đây là các chị nhìn này. Các chị cứ nhìn cái chiều cao cân nặng của em mặc size to nhất của bé. Đấy chị ạ, em cứ mặc size to nhất luôn. Nó sẽ có từ size M đi lên ạ, M, L, 1XL, 2XL. Đây màu xanh cho em này. Để chạm màu đỏ, màu xanh, màu đen ạ. Quà 6 các bác nhá. Quà 6 ạ, các chị chọn màu, chọn size vừa cho bé nhà mình ạ. Em bảo rồi, những cái hàng size đại này ngoại trường người ta bán rất là cao chứ không có rẻ như này đâu. Không có dưới 200.000. Để chạm, tự nhiên em nhìn thấy người ta bán ạ. Gần gần như em cũng nhẹ nhàng luôn ạ, toàn hơn 200.000 hết. Em đi mua cho con em biết. Em đi mua cho con em biết mà. Tại vì con em toàn đứa sumo thôi, nó không có bé đâu. Đứa bé nhất là năm nay là học lớp 3. Đứa bé nhất là học lớp 3. Mà nó đã 30 cân rồi. Đấy chị ạ, nó gần 30 cân rồi ạ. Còn đứa lớn thì năm nó là 45 cân rồi các bác nhá. 45 cân. Đấy, năm nay mới học lớp 5 nhưng mà trộm vía cháu 45 cân rồi. Đấy, các chị nhìn cho em cái màu xanh này. Nó từ ML, XL, 2XL, được chưa? Đủ size, đủ số, đủ zin. Ok chị ạ, đủ size, đủ số và đủ zin luôn. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Quà mấy? Quà 6 đúng không? Quà 6 có kèm số điện thoại cho em với. Để thế mà mỗi tối cũng có một bé gái à. Hôm nay em lên đồ con trai trước và em lên đồ con gái sau. Rồi em qua mẫu luôn nhá. Các chị cứ chọn màu, chọn size vừa cho em ạ. 155. Ok, chọn 155.000 đồng một áo. Chất đẹp lắm các bác ạ. Chất đẹp lắm luôn ý. Rồi hôm nào em sẽ về cái áo len với lại là áo khoác, áo phao cho bé nữa. Hôm nay là bắt đầu mới kiểu là xe lạnh thôi thì các bác cứ cho con mặc áo gió thôi. Được chưa? Cho con mặc áo gió cho nó nhẹ nhàng. Được chưa? Cho con mặc áo gió. À, mẫu sinh năm bao nhiêu á? Em á? Em già rồi. Em lớn tuổi phết rồi đây. Rồi tiếp theo các chị yêu nhá. Tí em sẽ lên cả đồ trẻ con kèm mẫu sau. Bây giờ em sẽ lên các chị mẫu người lớn á. Áo mặc có bán ạ. Áo em mặc là quà mấy chị? Quà 4 đúng không? Áo em đang mặc là mã quà 4 ạ. Các chị lên đơn hàng cho là quà 4 và kèm số điện thoại này. Ok chị ạ, quà 4 cho em ạ. 129.000 một áo. Đây em mặc đây. Để chị ạ, quà 4. À, có bán nha Hương Lê ơi, áo của chị mặc có bán em ơi. Tiếp theo các chị này. Hả? Các bác ơi, áo gió các bác cứ lấy cho mấy mã thì ngày mai hết mã nào thì hết mã nọ thì mình có mã kia tí sẽ lên các chị một hai mẫu nữa nhá. 55 cân của trẻ con thì không có size vừa đâu ạ. Chưa có size của 55 cân. Các bác nhìn cho em tiếp theo này. Đấy chị ạ, em bảo rồi ạ, toàn lên các bác những mã xịn sò luôn. Xịn sò con bò luôn này. Các chị nhìn cái lớp bên trong của áo này. Đấy chị ạ, nhìn lớp bên trong của áo luôn ạ. Chất đẹp các chị yêu nha, chất đẹp luôn. S, M, L, XL ạ, đủ size. Các bác lên cho em mã quà 7 đi ạ. Quà 7 và kèm số điện thoại này. Quà 7 đủ size số, lên đơn và kèm số điện thoại cho em mã này ạ. Những cái dòng mà giữ nhiệt cao cấp luôn. Chị chạm lên các bác toàn bộ dòng giữ nhiệt cao cấp này. Lên đơn hàng cho em là mã hàng quà 7 và cách số điện thoại cho em. Chị chạm quà 7 cách số điện thoại cho em ạ.
Mã này chị nào không thích cổ cao các bác mặc cho em cái mã cổ tim này các bác nhá. Để chạm mặc cho em cái mã cổ tim này luôn ạ. Em có size các chị yêu thì mình tầm khoảng là dưới 65 cân ạ, 40 cân đến 65 cân đổ về. Ok chị ạ, 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Em biếu các chị nhà mình ngày hôm nay ạ 129.000 đồng. Các chị nhá, 129.000 đồng một áo, các chị mình lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Quà 7 đúng không chị? Quà 7. Quà 7 cho em ạ, toàn bộ hàng dòng của ST3. Được chưa ạ? Toàn bộ hàng cho em là hàng của ST3 luôn ạ. Quà 7 cho em với ạ. Cho em xin nút chia sẻ đó các bác ơi ạ. Quà 7 cho em, các chị nhìn cho em ạ, điểm nhấn là tay. Được chưa ạ? Điểm nhấn là cái phần tay cho em ạ, tay ren đính đá. Toàn bộ dòng tay ren đính đá luôn ạ, 129.000 đồng. Ok chưa ạ? Xịn xò con bò luôn. Đấy, gọi là kỷ niệm cho các bác nhá. Một con áo của hàng ST3, hàng cao cấp luôn ạ. Bình thường đời trước của nó cũng rơi khoảng tầm là 190-200.000 một áo. Đấy chạy 190-200.000. Ngày hôm nay em tặng các chị mail là 129.000 đồng ạ. Các chị comment cho em là quà 7 đi ạ. Quà 7 cách số điện thoại cho em. Cho em xin công nước chữa. Quà 7 129 ạ. Quà 7 129 kèm số điện thoại cho em. Đây các bác này. Chị Hà Huế rồi ok. Được chưa? Các chị cứ lên đơn, cách số điện thoại trên là có đơn. Ok, chị Hà Hồ trên số điện thoại với chị ơi. Các chị khách quen hay khách lạ, các chị phải để lại số điện thoại. Tại vì nhân viên mới nhà em thì các bạn sẽ không biết là chị là khách quen khách lạ đâu. Các bạn ấy không thấy số điện thoại là các bạn sẽ không gọi chỗ đơn đâu ạ. Chị Tuyến Thảo rồi, Khánh Y Cao, Trang Nguyễn rồi ạ. Chị Ngọc Xuyên xa hàng rồi. Ok, các bác nhận hàng được bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Để chưa ạ, nhận hàng được bóc hàng kiểm tra cho em toàn bộ dòng ST3 cao cấp hàng Quảng Châu luôn. Cái hàng này không phải hàng xưởng, nhưng tất cả của nó sẽ là dòng hai lớp. Để chưa ạ, dòng hai lớp cho em co giãn thoải mái. Để chưa ạ, co giãn thoải mái các chị này, nhìn cái chất nó sướng. Để chưa ạ, những cái dòng này các bác mặc cho em là cực kỳ là thích luôn. Sang thu các bác mặc cho em được cái áo này, à quên, chớm xe xe lại các bác mặc cho em được áo này rồi. Ok, đem để hết tay các chị này, mặc cực thích luôn. Để chưa ạ, mã hàng cho em là quà 7 đúng không? Quà 7 kèm số điện thoại ạ. Đấy chị ạ, quà 7 lên đơn và kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi tiếp theo các chị yêu nhé. Tiếp theo lên cho các bác một cái mã dòng các chị thích sơ mi cao cấp mới về nhá, em lên luôn. Các chị này, để chị áo len xịn đây. Áo len xịn sò nguyên tệp luôn. Để chị áo len xịn sò hàng nguyên tệp luôn ạ. Các chị comment cho em là quà 8. Để chị ạ, quà 8 cho em này. Bác nào thích dòng cao cấp các bác săn mã này cho em. Được chưa ạ? Săn mã này cho em rồi ạ. Quà 8 cho em các bác nhá. Em là có nâu với màu đen, hai màu. Áo chị mặc là 129.000 em ơi. 129.000. Đơn lúc chiều mà gọi điện chốt đơn là em đưa đơn rồi chị ơi. Cứ gọi điện chốt đơn là em gửi rồi. Mã này khách hàng lên cho em là quà mấy ạ? Mã này là mấy? Quà 8. Quà 8. Dòng len các chị yêu nhá, len pha sơ mi cho em ạ, hàng cao cấp ạ. Đấy, mã này nhà em mới về ạ, các chị nhìn chất len này. Cực kỳ là xịn luôn. Để chặn chất len xịn luôn ạ. Cho em xin một nút chia sẻ với các bác ạ, thả tim thả like cho em để mình không bị ẩn comment nhá. Tại vì là comment nó cứ đông đông người xem nó bị ẩn. Lên nào không em Loan ơi, giờ này em không còn không đâu chị ơi. Giờ này em chuyển sang hàng đông hết rồi. Đấy chị ạ. Nếu mà còn thì chỉ có hàng bom về nó còn sót tí nào thì nó còn thôi. Chứ nhà em hết vụ là em hết hàng chị ơi. Hết vụ là hết hàng. Ôi dồi ôi các chị này, em nói không với hàng loại 2 nhá. Em nói không với hàng loại 2 luôn. Các bác nhìn hàng cho em này. Được chưa ạ, mã này là quà mấy? Quà 8. Em ơi các chị mặc đi làm cho em mà cực sang luôn. Đi làm đi chơi đều đẹp. Được chưa ạ, đi làm đi chơi đều đẹp luôn. Áo len của nó pha cổ sơ mi. Được chưa ạ, áo len pha cổ sơ mi. Em đang có hai màu là màu đen. Em không lên lại mẫu chị ơi. Nên lại mẫu là nó rất là lâu. Tại vì có nhiều mã mà em cứ like qua like về một mẫu thì nó rất là lâu luôn. Các chị lên mã hàng cho là quà 8 đúng không? Các chị nhìn cho em nhé. Để chạm thác mang cho em hàng Quảng Châu đẹp lắm. Thị trường đang bán các chị 400-500 nghìn cơ. Thị trường đang 400-500 nghìn. Em tặng các chị ngày hôm nay 279.000 đồng. Cho nó máu lửa luôn các bác này. Để chạm gọi là đẹp xịn sò luôn ạ. 279.000 đồng các chị nhìn cho em nhé. Lên pha cổ sơ mi. Đấy chị ạ, quà 8 đúng không? Chị ơi không có sai, hàng này lên mà chị. Vâng, các chị mình cứ dưới 65 cân đổ về. Đấy chị ạ, 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Cầm cái áo len là xuống đời. Đấy chị ạ, dòng cao cấp cho em nhá. Các chị đang mua thị trấn là 400-500 nghìn một áo đấy.
Bác chị cứ tại khảo giá thoải mái luôn. Hôm nay thì em về được số lượng nó rất ít thôi. Tại vì hàng cao cấp thì mỗi một lần về nó không về được số lượng nhiều đâu. Đấy chạy hàng này em không phải là hàng ôm lô, mà là hàng chọn. Đấy chạy hàng tuyển, hàng chọn luôn ạ. Quà 8 là các chị dưới 65 cân và các chị trên 45 cân đổ lên nhá. 45, 46 cân đổ lên đến tầm khoảng là 65 cân đổ. Với em chốt đơn áo len free size các chị mặc có rất là dễ. Đấy, quà 8 em nó có màu nâu tây này. Nâu tây với tông màu đen hai màu nhá bác nhá. Chị lấy cái gì đấy? Đấy chị ạ, nâu tây màu đen. Các chị chọn màu cho em ạ, chọn màu cho em các bác nhá. Dưới 65 cân. Đẹp thế này vào sao tốn tiền với nhà Loan. Chị ơi mới đầu mùa thôi ạ, toàn siêu phẩm. Đấy chị ạ, mới đầu mùa toàn siêu phẩm luôn ạ. 279.000 đồng. Các chị đã mua rẻ hơn 100.000 ngoài so với ngoài thị trường. Đấy chị ạ, ít nhất phải tầm 100.000. Các chị nhìn áo này. Đấy chị ạ, dòng xịn sò luôn ạ. Cái này là thêu cho bác nhá. Cái này là thêu cho em ạ. Quà 8 ạ, 68 cân không vừa. Chị ơi, em chốt dưới 65 cân nhá. Em chốt cơ, các chị nhờ mình dưới 65 cân. Đấy chị ạ, dưới 65 cân đổ về. Các chị comment cho là quà 8 ạ. Quà 8 bật kèm số điện thoại cho em ạ. Không có chị Triệu Hương ơi. Em không có. Em chỉ về đúng một chuyến thôi. Những cái mặt hàng siêu cấp em chỉ bán đúng một lần. Để chạy em sẽ không về hàng nữa đâu. Đấy, về đúng một chuyến. Còn sót tí nào thì em bán tiếp thôi. Chứ còn hàng này em cũng không về bù đâu ạ. Không về bù tại vì giá nhập bên ngoài rất là cao. Giá nhập ngoài đắt hơn giá em bán lẻ cho các chị nhá. Để chạy chị thủy thái rồi ạ. Hôm trước chị phải mua 390 đấy, em bảo rồi. Để chạy chị thấy em nó có chuẩn không? Em tặng các chị 279.000 đồng. Các chị nhìn kỹ cho em nhá. Chuẩn tăng mác luôn đúng không ạ? Xịn sò, chất dày đẹp luôn ạ. Đấy, chị đang mua 390 đúng không? Em tặng các chị 279.000 đồng. Tính là 280 đúng không? 180 100 đắt hơn 110.000. Đúng không ạ? Các chị đang mua nhà em rẻ hơn 110.000 một áo. Cả một vấn đề đúng không ạ? Cả một vấn đề luôn. Đấy chị ạ, các chị chọn cho em màu đen hoặc chọn cho em màu nâu nhá. Qua mẫu đi chị ơi, hết hàng này. Tiếp theo. Một mã này nữa đi. Mã này hôm nay thì em về đủ 4 màu. Với chạm về đủ 4 màu luôn ạ. Các chị comment cho là quà 9 ạ, toàn siêu phẩm. Em cảm ơn chị nhá. Quà 9 lên đơn và kẹp số điện thoại cho em. Các chị nhìn cho em ạ, một con len lông. Người, em bảo rồi ạ, nếu mà phục vụ người ta tăng giá nhẹ em sẽ bán các chị giảm giá luôn. Chợ em làm luôn, các chị em bán giảm giá luôn, các bác xuống. Rồi, quà 9 cho em này. Sờ cái len nó tanh chất cái kia không ạ? Em chưa biết được chị ơi. Ôi ôi, các chị nhìn cho em con len lông này. Được chưa, hôm trước em đang bán là 239.000 đồng đúng không? Ngày hôm trước đang bán là 239.000 đồng, đấy là giá nhà em đang bán. Được chưa, đấy là giá của nhà em. Nhưng ngày hôm nay em bảo rồi ạ, tặng quà các bác 20 tháng 10 sẽ giảm, các bác gọi là cực kỳ là sốc luôn. Đấy, chọn màu cho em luôn nhá. Số lượng nó có rất là ít. Mỗi mã nó chỉ có tầm khoảng là hơn 100 áo thôi. Để chạm mỗi mã có tầm hơn 100 áo ạ, áo len lông ạ, quà 9 cho em, đúng không? Quà 9 mặc là màu hồng các chị này, len lông ạ, chất đẹp các bác nhá. Tí em lên lòng gió sau chị ơi ạ, quà 9 cho em tông màu nâu. Ok chưa ạ? Bốt em chưa bán chị ơi. Các chị thích nhập bốt biết cái gì thì em sẽ gọi là thiệu yêu cầu khách hàng luôn. Áo nào cũng đẹp, em cảm ơn chị. Đấy chị ạ, đây là màu đen cho em này. Màu đen này. Tiếp theo tông màu be. Quà 9 lên nhanh tay cho em nhé. Đúng duy nhất một buổi tối ngày hôm nay. Em chốt giá đẹp luôn. Nhẹ nhàng luôn, giá đầu 1 nhé các chị yêu nhé. Giá đầu 1. Ok không ạ? Từ khoảng là 48 cân đổ lên này, 48 cân đến tập khoảng là 65 cân đổ với em chốt đơn. Được chưa? 48 cân đến 65 cân ạ. Em đang có 4 màu các bác nhá. 4 màu ạ, màu hồng này, màu be này. Được chưa? Màu đen với tông màu nâu cầm kéo nặng tay luôn ạ. Hiện tại giá thị trường nó là xỉ 220 230. Em biếu các chị mình hôm nay là 178.000. 178.000 đồng. Em bảo rồi ạ, hôm nay em chốt cho khách hàng hôm nay rẻ hơn giá sỉ nhá. Đấy chị ạ, rẻ hơn giá sỉ luôn. Chị nào nhận được áo len thì em chưa ạ? Chất dày nhá các yêu nhá, chất len lông dày. Đấy chị ạ, đẹp. Quà 9 ạ, quà 9 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Em biếu các chị mình ngày hôm nay là 178.000 đúng không chị? 178.000. 178.000. Quà 9 chị nào nhanh tay được.
Ok, chạm chị nào nhanh tay được các chị chọn màu cho em với. Các chị chọn màu ạ, phong các chị cứ dưới 6566 cân đổ với em chỗ đơn hàng ạ. Dưới 6566 cân đổ với em chỗ đơn hàng ạ, 178.000 đồng. Ok không ạ? Giá gọi là rẻ nhất quả đất luôn. Hôm trước khách hàng đang mua nhà em là 230 đấy. Để chạm ngày hôm nay em tặng khách hàng em ạ, còn bao nhiêu chiếc em tặng khách hàng em là 178.000 đồng, em làm được giá đẹp. Để chạm em chốt số lượng làm được giá đẹp luôn ạ. Biếu các chị nhà mình hôm nay là 178.000 đồng nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng cho em thoải mái. Được chưa ạ? Nhìn len lông nhà em này. Trời ơi. Đẹp xịn xò con bò luôn. Được chưa ạ? 178. 178. Không hề nghe nhầm luôn nhá. Không hề nghe nhầm luôn. Được chưa ạ? Bác nào đã mua hôm trước 230.000 rồi các bác biết. Ngày hôm nay em tặng khách hàng nghe là 178.000. Dã man không ạ? Len nó đẹp mê mẩn luôn. Không bị nhặng, không bị ngứa. Cái len lông nó gọi là nó cực kỳ là mềm luôn ý. Sỉ thị trường bây giờ đang tăng giá nhá, nó tăng giá theo từng ngày từng giờ luôn ý. Hôm nay giá này này, sáng ngày hôm sau lại giá khác luôn. Đấy chứ ạ, mà cái len nó nặng chứ không phải là như hàng phông hè đâu. Bây giờ em tặng các chị còn rẻ hơn một cái áo phông. Đấy chứ ạ, em tặng các chị rẻ hơn một cái áo phông luôn ạ, 178.000 đồng. Xịn xò, sự. Free size, áo len nó một size, chị áo len làm gì có size. Hàng nhà em Loan vừa rẻ vừa đẹp, mua là bị nghiện, em cảm ơn chị nhá. Để chạm các bác cứ mua cho các bác biết. Shop nhà em ship bao nhiêu nhỉ? Chị ơi, ship toàn quốc 30.000 một đơn. Để chạm, ship toàn quốc là 30.000 tiền ship. Đấy là cái giá chung của bây giờ. Nếu mà ở shop khác người ta là thu 35.000, nhưng mà em vẫn giữ cái mức giá như mùa hè luôn là 30.000. Thực ra là cái hàng đông nó rất là nặng. Nó không như hàng hè, áo phông nó nhẹ đâu. Một cái áo phông này cầm nó nặng tay rồi. Các chị nhìn cho em cái lớp bên trong áo này. Để chạm nhìn cho em cái lớp bên trong áo nhá. Ok chưa ạ, 178.000 một áo. Các chị lên đơn hàng trên là quà chín, kèm số điện thoại cho em với. Để chạm quà chín, các chị phải comment đúng mã cho em với. Đừng comment là màu be, chị ơi, Phạm Phúc comment là mã hàng giúp em với nha. Quà chín ạ. Tuyến Thảo lên số điện thoại chị ơi. Comment số điện thoại giúp em với. Em đang có 4 màu như này. Để chạm màu nâu, màu be này, màu đen mới lại trong màu hồng. Các bác cứ làm cho em cả đôi đi. Bây giờ mới là đầu mùa rồi. Được chưa? Bây giờ mới là đầu mùa, bộ không một em còn nhưng mà còn size to chị Anh Lê nhá. Chị Yến Nguyễn có ạ, chị Thủy Bích Lê rồi, ok chị em chốt đơn ạ. Chị Hân Nguyễn lên số điện thoại chị ơi. Quà chín đen đen đỏ á. Làm gì có à, đen hồng chị ơi, nó có hồng không có đỏ chị ơi. Đây màu nâu đây. Nâu này các chị này. Được chưa ạ? Nâu kiểu pha với lại be đậm cho em ấy, rất là đẹp luôn. Được chưa ạ? Làm trên tông cái hãng kiểu là cái hãng Gucci. Được chưa ạ? Gucci cho em rất là đẹp. Chị Tuyến Thảo rồi, ok chị luôn nhá. Cho em xin kiếm mã áo gió 48 hôm nay về thêm chị ơi. Rồi em lên áo gió lạnh rồi, em lên áo gió luôn này. Chị Bông Bông ok, chút quà chín màu nâu be này. Các chị ơi ạ, lên đúng mã hàng cho em là quà chín nhá. Tiếp theo ạ. Lên một mã áo len nữa cho các chị này. Sao sao đấy mới có nhiều này. Quà 10 cho em ạ, quà 10 nó ít hơn. Hàng nhà Loan mã nào cũng đẹp, xem mê mẩn luôn, em cảm ơn chị. Ngày nào cũng có hàng mới, thực sự luôn ạ, em chạy số lượng nhưng ngày nào cũng có mẫu mới luôn. Áo len người trung tuổi không ạ, em có chị ơi, em có nhá. Đây ạ, các bác lấy cho em mỗi là quà 10 cho em rồi. Ai bán áo len lông giá này gọi em chấp tất luôn. Em chấp tất luôn giá này. Đối chạm người ta đang xỉ 220, 230. Mà em tặng khách hàng em gọi là giá mềm nhũn bằng một cái áo phông. Mã này là quà 10 cho em các bác nhé. Ôi. Này. Mê mẩn luôn đúng không? Mê mẩn luôn ạ, quà 10 cho em với. Đấy chứ ạ, quà 10 kèm số điện thoại cho em. Em đang có màu hồng đậm này, các chị yêu nhắc hồng này không phải là hồng phấn đâu các chị ạ. Nó kiểu là màu hồng tím. Màu hồng tím rất là đẹp luôn ạ. Quà 10 cho em màu hồng đậm này. Quà 10 cho em màu be này các chị hàng ơi, cầm cái áo này. Thế chạm đầm tay đã tay luôn. Em tặng khách hàng ngày hôm nay cũng 178.000 một áo. Em bảo rồi, em nói được làm được. Em nói được làm được. Thế chạm hàng em đặt số lượng trực tiếp luôn ạ. Không qua trung gian, em chốt các bác giá đẹp. Thế chạm hôm trước là giá cao hơn. Tại vì em phải là qua tay một người. Thế là cái giá nó đã 230.000 đúng không? 239.000 đúng không? 240. Ngày hôm nay tặng khách hàng em là 178.000 đồng. 180, rẻ hơn 60.000 đúng không? Rẻ hơn 60.000 cái. Hôm nọ 240. 240, 250. Hôm nay em tặng khách hàng kia là 178.000. Rẻ hơn bao nhiêu tiền?
248 đúng không? Hôm trước 248 gọi là 250 đi, hôm nay là 180. 180 70.000 một cái. Đúng không? 76 75 đúng không? Rẻ hơn 70.000. Đấy chứ, hôm nay rẻ hơn 70.000, chất lượng vẫn thế. Đấy chứ, nhưng mà chỉ có điều là em làm được giá số lượng ấy, cho nên là lúc nào các chị được mua giá tốt nhất. Ok chưa ạ? Lên đơn hàng cho em là quà 10. Các chị chọn màu giúp em đem màu be các chị này, 178.000. Để chạm một con áo len lông dưới 65 cân đổ về, chỗ đâu đem màu nâu cho em này, tông màu nâu đây ạ, quà 10 nhé các hàng nhá. Xe áo len có cổ phía sau ạ, rồi em vừa lên rồi chị ơi, tí em lên sau nhá, tí em lên mẫu khác. Đây ạ, màu nâu này, quà 10 và kèm số điện thoại này, màu nâu này. Để chạm và tông màu đen, và cả nâu với đen hồng này. Có máy sấy không em? Đợt này em không bán máy sấy chị ơi. Đấy chị ạ, đợt này không có máy sấy. Chị Hồng Năm có hồng đậm này, Hòa Lê có Lê Thị Ương rồi, ok chị em chốt đơn hàng ạ. Quà 10 và cách số điện thoại cho em. Chị ơi xem ở trong ghi ấy, thì mình có một ít áo này nhé. Cái áo này có màu trắng. Trắng này. Bây giờ các chị về, các chị mua là đúng là kịp ngày lễ 20 tháng 10 các chị diện gọi là đồ đẹp luôn. Đấy chị ạ, quà 10 cho em này, đây màu nâu. Màu nâu cho em nhé. Có cả màu be, màu đen nữa, đây là màu đen. Để chạm đề tông màu nâu. Màu nâu, màu đen gần gần như nhau các bác nhá. Đây là tông màu đen cho em ạ. Nó khác là cái họa tiết đen trên viền nâu. Để chạm còn họa tiết nâu đậm trên cái viền nâu nhạt. Đấy. Em ở Tuyên Quang chị ơi. Chị Bùi Thanh rồi, ok chị luôn ạ. Áo màu nâu phía sau là áo len chị ơi. Áo len pha sơ mi chị Tạ Hồng nhá. Chị Thanh Dương rồi, ok chị luôn là hàng ạ. Tiếp theo chị ơi cho em một xin một cái áo giữ nhiệt mã 818 ấy chị ơi. Hôm nay phải được màu đen đúng không? Dạ. Chân váy mặc hết hàng chị ơi. Đó, hết đây rồi. Ôi đúng rồi đúng rồi. Trời ơi, áo len lông nè các bác ơi. Đây màu đen đây. Màu này màu đen nhá, còn em mặc là màu nâu. 80 cân thì không có chị ạ. Bọn em cho đơn các chị tầm khoảng là 65 66 cân ạ. Giá 48 còn mà em về bù thêm toàn màu đẹp thôi chị Tâm Quách nhá. Em về thêm toàn màu đẹp thôi. Các chị nhìn hàng cho em này, áo len mặc em tặng khách hàng ngày hôm nay, em bảo rồi ấy, hôm nay cái gì cũng rẻ và đẹp. Để chị ạ, cái gì cũng rẻ và đẹp luôn ạ, 178.000 một áo len. Chất lượng các bác nhá, chứ không bán hàng len gọi là vớ vẩn mà form bé tí với tẹo đâu. Đấy, form này các chị từ khoảng là 46 47 cân đổ lên này, 46 47 cân đến tầm 65 cân đổ về. Để chị ạ, quà 10 ạ, 178 mà kèm số điện thoại cho em, các chị nhớ để lại số điện thoại cho em là mình có đơn hàng nhá. Đây tông màu be đây. Cầm cái áo nó đã đời. Thực sự luôn ạ, chị Hải Yến chị cứ lên mã hàng đi chị. Các ca thích mẫu nào thì các chị ơi, hôm trước em có lên mẫu rồi đấy ạ. Các chị thích mẫu nào chị cứ lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Đó, cứ bỏ đây chị này. Bỏ đây đi chị. Lên cho em cái cả khoác len nữa. Trời, hôm nay nhiều mã mới về quá, em không biết lên mã nào trước ấy. Em thề luôn không biết lên mã nào trước. Nhiều. Trời ơi, màu be cho em này. Nhưng mà mã này không biết là có nhiều không này. 178. Siêu phẩm luôn, siêu phẩm. Siêu phẩm dã man, đẹp tuyệt vời. Đấy, nói thật luôn em bán rẻ hơn xỉ đấy. Chị nào đi nhập buôn các chị biết giá tiền nhập vào rồi đúng không ạ? Nhưng mà tất cả các chợ đầu mối không giao xỉ dưới 200.000. Em hứa danh dự luôn, đấy chưa ạ? Tại vì hôm trước em đã có nhập hàng này rồi. Em không đặt được trực tiếp cho nên em phải đặt qua tay. Em đã nhập mức giá là 208.000 một áo. Đấy chứ ạ, 208.000 ạ, chưa có cước về đây nhá các bác nhá, chưa có cước xe. Nhưng ngày hôm nay em làm được giá số lượng, em đặt trực tiếp và cách đây tầm khoảng nửa tháng rồi. Hôm nay về được hàng, em biếu các chị mình hôm nay là 178.000 đồng ạ. Khách xỉ cũng nhập được giá này cũng được giá tốt luôn. Đấy, nhưng mà em bán trên line, em bán cộng lãi thấp lắm. Nhưng mà giá xỉ như em gọi là trừ tầm 50.000 thôi. So với cái giá lẻ mà em chốt các chị trên livestream. Áo rét trên thân canh kia là 1.500.000 chị ơi. Chị Phương Mai ạ, chị Huỳnh Phượng có đơn nhá. Qua mới em qua mẫu này. Để chạm quà mới em qua mẫu ạ. Hôm nay về được một ít mã này nữa. Để chạm đa số là có màu trắng đen. Đa số là có trắng đen cho em cũng là len pha sơ mi. Để chạm cũng là dòng len pha sơ mi luôn ạ. Hôm nay toàn về các bác luôn là dòng siêu cấp. Để chạm toàn về dòng siêu cấp mà giá gọi là giá mềm như bún luôn. Siêu phẩm nhưng hết tiền rồi. Cứ kêu hết tiền đấy. Tiếp theo mã này này. Mã này là quà 11. Để chạm quà 11 cho em. Này. Thực sự luôn ạ, quà 11 khách hàng lên đơn hàng cho em. Đây. Em hỏi mấy chỗ ấy, người ta toàn xỉ các chị 290 300.000 cho đến tầm khoảng 301 320. Rẻ nhất là đang xỉ 290.
Đấy chứ ạ, rẻ nhất là giá con áo này đang xỉ 2,290. Các bác nghỉ nàng này. Em bảo rồi, chuyến này em còn bao nhiêu trước em bán nốt thôi chứ lần sau về tiền tàu cao em không nhập được giá này nữa. Các chị yêu nhá, chị Quế Triệu em cảm ơn chị ạ. Nhà em không bị phí ship đâu chị ơi. Em đã bán giá rẻ như thế này thì em không bị ship đâu. Các chị biết là cái áo len ý, các chị đang mua bên ngoài bao nhiêu tiền? Cái áo gì nhỉ? Cái áo len pha sơ mi ý. Em vừa lên xong ý, các chị đang mua 390 bên ngoài mà em bán các chị có 279.000 đồng. Em có bán được lãi cao như người ta đâu mà em bị phí ship hả chị? Đây là áo thân len. Thân len nó sẽ pha tay sơ mi cho em. Để chạm tay pha sơ mi. Các chị lên đơn mã này cho em ạ. Một nâu một kia cái gì chị Dung Nguyễn này comment đúng mã hàng cho em với ạ. Mã là quà 11 này chị. Quà 11. Quà 11 cho em ạ. 275.000 đồng đúng ngày hôm nay là em hết hàng thôi. Không còn nhé các bác nhé. Đúng ngày hôm nay hết ạ. Còn bao nhiêu chứ em tặng nốt các chị là giá 275. Các chị này. Lên mã hàng cho em là quà 11. 275.000 đồng. Ok chưa? Kẻ thì em chỉ còn sót một hai chiếc kẻ thôi. Để chạm còn sót có 1-2 chiếc kẻ thôi, hàng cao cấp nhá. Cái thân này thân len cho em. Để chạm thân len ạ, form các chị từ 45 đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Đấy, còn áo đẹp hoa mắt không biết mua áo nào. Em cảm ơn chị nhá. Để cái xem đi, xem ưng mã nào thì lấy chị ơi. Để chạm đây là kẻ cho em ạ, quà 11 này. Các chị ơi, các chị đang mua áo này bao nhiêu tiền? Để chạm, rẻ nhất cũng là 390-400 đấy. Rẻ nhất cũng phải 390-400 ạ, giá thị trường đang bán lẻ. Em tặng khách hàng em là 275.000 đồng. Dòng cao cấp cho em ạ, dòng cao cấp cho em nhá. Kể thì em còn sót 2 chiếc thôi. Đấy chứ ạ, kể em còn sót 2 chiếc, còn đâu là còn sót tầm khoảng 10 cái màu trắng. Còn sót tầm 10 cái màu trắng ạ. Các chị lên mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Quà 11 đúng không? Quà 11 cho em với ạ. Đấy chứ ạ, quà 11 cho em với ạ. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại nhá. Chị Toa Phạm rồi ok. Áo pha xanh 70 cân không vừa, em chỉ có size S thôi chị ạ. Em chỉ có size S thôi. Để quá các chị ạ. Hàng này trước em đặt hàng, đợt sau người ta báo giá cao hơn ý. Người ta báo giá cao hơn nhưng em không nhập nữa. Bây giờ còn bao nhiêu cái thì em xả nốt thôi. Người ta là lên giá theo từng ngày ý. Bây giờ vào mùa đã. Vào mùa thì lên giá từng ngày luôn. Đấy chứ ạ, từng giờ luôn ý. Có thể là một tiếng trước người ta báo cho mình giá khác. Nhưng mà sau khoảng là một tiếng sau, hai tiếng sau người ta sẽ báo mình là tăng thêm một tí. Cứ mỗi lần là vào mùa là người ta sẽ tăng giá chứ không giảm giá đâu. Bây giờ còn bao nhiêu trước em tặng nốt thôi ạ. Mua 4 mã hàng Nhà Loan rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị Hoàng Hưởng nhá. Rồi ạ, quà 11 ạ, ok các chị nhá. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em qua mẫu này cái. Còn tầm khoảng là mười mấy cái thôi. Không còn nhiều, không đến 20 cái. Cả màu kẻ với lại cả trắng. Để chạm cả kẻ cả trắng cho em ạ. Len pha sơ mi các bác nhá, free size. Để chạm hàng free size cho em ạ. 275.000. 275.000 đồng ạ. Nó là áo len co giãn chị ơi. Chị Lê Hoàn ơi, hàng gửi đổi cho chị. Hàng gửi đổi cho chị chưa với em? Chị có thấy nhân viên nhà em giải quyết đơn đổi chưa? Hôm nay nhận được hàng rồi, áo 216002 quy bột, hàng đẹp lắm, em cảm ơn chị gái. Đấy à, nhưng mua được hàng em các chị yên tâm luôn. Đã nhận hàng đã bóc hàng kiểm tra cho em thoải mái nhá. Đẹp quá luôn ơi, mà không có tiền rồi. Phan cứng mà hôm nay kêu hết tiền rồi chị ơi. Phan cứng mà lại kêu hết tiền thế, buồn thế. Tiếp theo dòng áo giữ nhiệt đây ạ, đình đám mấy ngày hôm nay. Bây giờ nhà em chỉ còn sót màu đen. Để chạm bây giờ nhà em đang còn sót màu đen ạ. Đảo sao những cái mã hàng này em bán gọi là số lượng cực, gọi là nhiều. Để chạm số lượng cực nhiều luôn ạ. Thị trường đang bán 178 nhá các bác ấy. Thị trường đang 178.000. Em bảo rồi ạ, xỉ cái tạo nghiệp với em rất là nhiều. Đấy chị ơi, bộ thu đông á, để tí em xem là nó có còn hàng không đã nhá. Bộ thu đông còn sót ít thôi ạ. Lót lông á, áo gió lót lông một tí. Còn bao nhiêu cái em tặng nốt. Bây giờ chỉ còn sót một màu thôi. Để chạm còn sót một màu ạ. Các chị lên mã này cho em là 8818. Để chạm mã hàng cho là 818 và kèm số điện thoại cho em. Trời ơi, cứ xem Hoàng, like Hoàng Loan là đau ví lắm. Nói chung là chị em mình chẳng phải đợi ai mua quà đúng không ạ? Mình tự thưởng cho mình thôi. Mình tự gọi là săn đồ đẹp cho mình thôi ạ. Chẳng cần phải ai đợi ai đúng không ạ? Đấy, mã này các chị comment là 818 cho em với. Bán bao nhiêu tiền con áo này nhỉ? Phải là chưa được các chị từ dưới 60 cân thì chị ạ. Để chạm 40 cân đổ lên đến 60 cân đổ về. Để chạm mã này các chị comment cho là mã 818 một cái số điện thoại cho em. Nó là áo dọc, áo giữ nhiệt định hình các chị yêu nhá. Áo giữ nhiệt định hình. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em này. Áo giữ nhiệt định hình các chị yêu nhá. Nó là giống giữ nhiệt hộp. Để chạm có bác nào đã mua áo này thị trường đang bán 178 chưa? 178.
Đấy chị ạ, em tặng các chị là 135.000 đồng. Đúng không? 135 à? 135. Nhưng mà tiền này về tăng cao mà. Em quên mất đấy. 135.000 đi. Đấy chị ạ, thôi kệ đi. 135.000 đồng. Các chị comment là 818 và kèm số điện thoại. Có sơ mi khác lên đi em, có luôn chị ơi. Có nhá, đợi em tí. Mã hàng lên chứ là 818 cách số điện thoại cho em. Giữ nhiệt định hình. Đấy chị ạ, mặc lên gọi là eo gọi là bé như con kiến luôn ý. Mặc lên eo bé như con kiến luôn. Các bác này, che khuyết điểm rất là tốt. Vì chị bác nào chưa mua được áo này hôm nay nhanh tay thì em về được màu đen, thì màu đen các chị mặc rất là nhiều. Đa số là các chị mặc áo nhiệt màu đen. Đấy, nó dễ phối đồ với lại các loại áo bên ngoài luôn. Các chị comment mã này cho em là 818 một cách số điện thoại cho em ạ. Mặc lên cực thích luôn nhá. Phần gen này 135.000 ạ. Em bán rẻ hơn giá sỉ đấy các chị yêu ạ. Thật sự luôn ạ. Hàng này em đặt gọi là cứ phải là số lượng nhiều thì mới được giá tốt. Nên các chị đi nhập lẻ kiểu gì cũng tầm khoảng là 150 giá nhập vào. Để chạy 150 hoặc là 155.000 giá nhập vào. Để chạy các chị đang bán bên ngoài là 178. Đúng không ạ? Em tặng cách em ngày hôm nay ạ, 135.000 đồng ạ. Cái gì ạ? Chồng em cái gì? Làm được đồng nào chồng chị bảo đi gặp em Loan à? Kệ thôi, gặp em Loan là được xinh, được đẹp, được mặc đồ đẹp mà giá rẻ là ok luôn đúng không ạ? Thôi ạ, 8182 chiếc này các chị này. Ok chị Điệp Nguyễn nhá. Chị Phương Thúy ok chị luôn ạ. 818 cách số điện thoại cho em ạ. 135.000. Cái gì nhỉ? Áo khoác len đây. Khoác len hôm nay về các chị một mã này. Ba màu. Ơ. Mày á? Đấy. Mày đó. Đây khoác len nay em về. Đây à? Ơ ừ. Không khác mà. Chị nhìn cái túi này, túi này túi chéo. Đây đây, tôi xem cái kia nào. Đấy, xếp liền với nhau rồi ấy kìa. Còn chỗ nào nữa không? Còn chỗ này đó. Còn chỗ nào nữa không? Không, mỗi chỗ này đó. Đây, nó xếp liền với cái đen cho mình rồi. Xem cái tí nữa nào. Đấy, mỗi giờ một cái rồi thôi. Làm bớt một cái này nhỉ? Cái này các chị mặc ở trong áo vest, áo nhiệt, à quên, áo ren, áo quên, áo vest, áo da, áo dạ ấy. Hoặc là các chị mặc ở trong áo dưới lê ấy, lộ cổ này, lộ tay này, đấy chị ạ, cực đẹp luôn. Những cái phần ren nó là cái điểm nhấn ạ, cái điểm nhấn. Chị nhận được áo sơ mi phối mà nó bị lỗi, giữa cổ với len nó chống một đoạn dài luôn ý, nó may bị ụt. Gửi lại em đổi cho chất lê ơi, nếu mà hàng bị lỗi các chị gửi lại em đổi, hàng em chịu hai đầu thì ship cho các chị nhá. Ok chưa ạ, nhà em bán hàng cho các chị xong là nhà em sẽ có trách nhiệm. Cái đấy là lỗi cho nhà sản xuất thì em sẽ chịu cước hai đầu. Đấy là gọi là thoải mái nhất cho chị em mình luôn. Được chưa ạ? Sau các chị nhà gửi hàng đổi em sẽ đổi các chị mỗi lỗ một đổi một. Được chưa ạ? Hoặc là nếu các chị không thích mẫu đấy nữa thì em sẽ đổi các chị sang cái sản phẩm khác. Chị Ngọc Anh Trần rồi ok. Chị ở chất lê nhá, gửi lại em đổi hàng cho. Nếu mà tại vì là hàng nó về thì em không thể nào em dở từng cái để em kiểm tra một cái lỗi. Được chưa ạ? Cho nên là chị nào mà kiểu là cứ nhỡ ấy, nhỡ mà bị cái áo lỗi thì các chị gửi lại cho em ạ, liên hệ với lại số hotline trực tiếp cho em để đổi hàng nhá các chị yêu nhá. Đây các chị này, em đem các chị một cái áo khoác len. Đây chị ạ, một mã hàng khoác len. To luôn ạ, nhưng mà số lượng của em đang đặt được nó rất là ít. Đấy chị ạ, số lượng đặt được rất là ít luôn. Các chị comment cho là mã gì ạ? Quà bao nhiêu đây? Quà 12. Quà 12 ạ. Quà 12 kèm theo số điện thoại cho em. À, lên áo trẻ con em mới lên được 2 mã thôi chị ạ. Mới lên được 2 mã trẻ con thôi. Chị lấy cái gì đây? Lấy quả xấu ăn đúng rồi. Nhớ cái em đang mặc y nhé là sao chị? Túi này là túi giả thôi, chị đâu nhắc túi giả thôi, túi trang trí thôi. Để chạm mã này chốt các chị tầm khoảng 57 cân đổ về. Để chạm 40 cân đấy tầm khoảng là 56-57 cân đổ về em chốt đơn. Lên mã này cho em là quà mấy chị? Quà 12. Quà 12 ạ. Quà 12 em đang có màu nâu á chị này. Màu nâu cho em là 1 này. Màu vàng cho em là 2 này. Áo đen đang mặc là mã 818 chị Lam Lê ơi. Áo len áo ren bên trong là mã 818 chị nhá. Đây là mã hàng cho em là quà 12. Để chạm khoác len ạ. Một con khoác len các chị này. Len của nó là khoác len ép. Để chạm khoác len ép. Em nhớ các chị nhìn mình ngày hôm nay ạ. 195.000. Đúng không ạ? 195.000 một áo. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. À thế ạ, chị ra tiệm may sửa lại à. Em cảm ơn chị nha. Sau mua cái gì thì em miễn ship cho chị nhá. Được không ạ? Em rất cảm ơn chị ạ. Ai khách hàng nào mua hàng cũng gọi là thông cảm cho
Bên em thì thế này là sướng quá chị ơi. Lúc nào mà mua cái gì thì bảo bên em báo nhân viên nhà em nhé, bảo Loan bảo là chị mua đơn hàng sau em sẽ ship cho chị nhá. Chị là Nguyễn Quỳnh Hải rồi, ok chị luôn ạ. À khoác nam thì em không có về đồ nam. Qua 12 các chị chọn màu cho em này. Đấy chị ạ, chọn màu nhá. Em đã có màu vàng này, màu đen này, màu đỏ, màu nâu, 4 màu. Đến tầm khoảng 56, 57 cân đổ với em chốt đơn. Đấy chị ạ, trên 40 cân đổ lên ạ. 40 cân đổ lên đến khoảng là 56, 57 cân đổ về các bác mình có đơn hàng ạ. Qua 12 đúng không? Đấy chị ạ, màu đỏ này. Form này là form nhỏ các bác nhá. Form nhỏ cho em ạ. Hôm trước em bán form to nhưng hôm nay là form nhỏ. Form to em bán hết rồi. Để chạm form to các chị trên 50 cân em bán hết rồi. Bây giờ là em lên form nhỏ đây. Hôm trước là các bác đang bảo là em bán áo khoác len form to quá chị không mặc được, nhưng hôm nay em về khoác len form nhỏ. Mã này em chốt đơn các chị tầm khoảng là 56, 57 cân đồ về. Để chạm 56, 57 cân đồ về cho em khoác len ép này. Để chạm 195.000, 195.000 đồng một áo. Nào em cảm ơn chị Chất Lê ạ. Nói chung là gửi, nếu mà cái lỗi mà nhỏ như thế thì mình khắc phục được thì mình cố gắng khắc phục cho em ạ. Em cũng ship Đài Loan chị ơi, trừ khi là các chị nhờ cái người nhà ở mình ở Việt Nam nhận hộ ấy, xong là các chị mình nhờ gửi cho các chị thôi, chứ em không ship được sang nước ngoài. Bây giờ ship ở trong nước còn khó ấy chị ạ, tại vì dịch dã như này, nhiều vùng phong tỏa cách ly còn không ship được hàng ấy. Đấy, qua 12 các chị chọn màu giúp em ấy nhá, màu vàng các chị này, màu nạm xinh. Để chạm màu vàng, màu đen này. Để chạm đen của nó kẻ trắng và kẻ ô ấy, kẻ ô ạ. Qua 12, qua 12 này. Để chạm 195.000, 195.000 đồng một áo. Các chị mình lên đơn và kèm số điện thoại cho em. 58 cân là chị mặc nó ôm sát quá thì nó không đẹp chị ạ. Mặc vừa vừa thôi. Không có túi đâu chị ạ. Túi là túi giả đó chị nhá. Đây màu đỏ các bác này. Đỏ xinh mà. Hoa đẹp quá. Mai phải bán ổ gà để mua thôi. Bác cứ đùa em. Bác cứ đùa em thế. Đây chị ạ, có 12 trên màu đỏ này. Có 12 màu đỏ chị ơi, đưa cho em cái quần hàng Quảng Châu đây. Quần này cái kia, cái quần cái kia. Quần hàng Quảng Châu mà các chị nhớ năm ngoái em có bán không? Khách hàng cứ gọi là hỏi liên tầng tầng luôn ý. Hôm nay em mới về chứ, nghĩa là về hôm qua rồi nhưng mà hôm qua em chưa lên được tại vì hàng nó về muộn quá. Được chưa ạ? Qua 12 các chị chọn màu giúp em với nhá. Để chạm 195.000 ạ. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Để chạm các chị nhìn cho em cái màu vàng của nó là vàng đậm nhé, chứ không phải là màu vàng vàng chanh đâu. Màu vàng bên ngoài là đậm, kẻ đậm pha đen. Màu này mặc tôn da lắm các chị này. Để chạm mặc rất là tôn da. Nói chung là bốn màu em chọn các chị là tông màu gọi là dễ mặc. Nó thực ra là có 7-8 màu đấy, nhưng mà em chọn các chị là bốn màu cơ bản nhất luôn, là bốn màu đẹp nhất luôn. Rồi em qua mẫu luôn này. Em qua mẫu luôn các bác nha. Tiếp theo ạ, em đang lên cho các chị áo giò 48 đi. Áo 48 chị đâu? Giò 48 ngày hôm nay nhé, sẽ về đủ màu, đủ size. Đấy chạm đủ màu, đủ size ạ. Bác nào đã nhận được áo giò 48 như em rồi ạ, vào cho em xin một cái phản hồi với. Thế à chị Lê Thị Trang, nếu mà không có thì gửi lại em đổi cho. Không có gửi lại em đổi cho thoải mái mà. Hàng lỗi nhà sản xuất thì không ai mong muốn cả. Nên là em sẽ khắc phục đổi cho các chị nhá. Đúng không ạ? Em cũng rất là muốn là có nghĩa là vui lòng khách đến là vừa là khách đi, chị nào nhận được hàng ấy thì các chị cũng gọi là hài lòng. Đấy, vấn đề về lỗi lầm như thế nhá, em không thể nào mà 1.000 sản phẩm mà em móc ra từng cái để em kiểm tra về cái lỗi nhỏ của nó được ấy. Nên nhỡ chị nào mà mua phải cái hàng nó bị lỗi do nhà sản xuất ấy thì các chị gửi lại bên em đổi. Đổi cho các chị sang sản phẩm khác hoặc là đổi mẫu khác các chị nhá. À khoác đẹp mà không vừa Loan ơi. Đây mẫu này chốt với 60 cân thôi. Để chạm 40 cân đến 60 cân em chốt đơn à. Các chị comment là mã hàng giò 48. Em vừa vào like các chị đã hỏi là em ơi giò 48 hôm nay còn không. Thực sự luôn ạ, mã này cũng gọi là em về từ hôm đầu tiên đấy. Đầu tiên em về mới là mã giò này. Xong là những giò 4, giò 51, 52 thì em về sau. Mã này em vẫn đang gọi là về tiếp các bác này. Để chạm mã hàng kia là giò 48. Em mặc size em mặc size L, thì chắc em 54 cân em mặc size L được nhé. Chạm chỗ đông các chị nhà mình dưới 60 cân ạ. À. Em có MLXL 3 size. MLXL em có 3 size, các chị comment là giò 48. Em đang mặc là màu đỏ này. Thì chạm giò 48 cho em màu đỏ cho em ạ. Toàn bộ hàng của hãng Sini nhá. Tông màu thứ hai là tông màu vàng. Ok chưa ạ? Tông màu thứ hai là tông màu vàng này. Tông màu thứ ba là tông màu đỏ gạch ạ. Thì chạm tông màu thứ ba là tông màu đỏ gạch, các chị comment cho em là mã gì ạ? Giò 48 giúp em với ạ. Giò 48 cho em mà màu xanh này là xanh lá, băng nhắc xanh lá và xanh lá đậm ý. Để chạm xanh lá đậm mà gần như kiểu màu xanh kết ý. Đấy. Tông màu tiếp theo nó sẽ là tông chị ơi thiếu màu, thiếu đỏ cam nữa.
đỏ cam, cái phần thân bên dưới là đỏ cam ấy. Còn đây là màu đen này, đây là màu đen. Đấy, ngày mai để xem nhân viên nhá, không có đánh nhầm mẫu của em thế đấy. Nó có đỏ này, đỏ với lại màu đỏ cam. Màu em mặc là đỏ kiểu đỏ đậm ấy, đỏ đậm với đỏ cam. Để chạy gió 48, chị ơi đừng comment là khoác đỏ nhá. Các chị comment đúng cái mã hàng giúp em với ạ. Gió 48 đẹp đỉnh lắm, em cảm ơn chị. Em tặng cách nghe là 189.000 đồng ạ. Tại vì là đợt này hàng nó sẽ báo với em là giá tăng. Cái gì cũng tăng thì biết đâu bây giờ mới vào mùa mà chị. Thế chứ ạ. Nhưng mà em vẫn giữ các chị được mức giá cũ, đúng không ạ? Tại vì là em là khách hàng gọi là quá quen thuộc ạ, với người ta rồi. Cho nên em, người ta sẽ không thể nào mà tăng giá được với em. Có thể người ta tăng giá được với người khác, nhưng mà em làm giá được số lượng, cho nên em vẫn làm được mức cái giá cũ luôn ạ. Không tăng cho các chị một tí nào, vẫn là 189.000 một áo các bác nhá. 189 ạ. Còn đây là màu đỏ cam cho em này. Các chị nhìn hai màu đúng không? Màu em mặc là đỏ đậm này, còn đây là đỏ cam. Để chạm màu hồng này, để chạm màu hồng cho em này. Tông màu xanh lá này, để chạm tông màu cam đất này. Để chạm màu màu đỏ gạch đúng không? Màu đỏ gạch cho em. Để tông màu vàng. Các chị lên đúng mã hàng cho em ạ, đủ size M, L, XL ạ. Đủ size M, L, XL ạ. Các chị comment cho em là gió 48 kèm số điện thoại, ngày mai các chị chọn màu, chọn size vừa cho em. Toàn bộ hàng của hãng Simi. Để chạm toàn bộ hàng công ty cho em ạ. Chất lượng các bác này, nhìn cho em ạ, từ tác mác luôn. Đấy, từ tác mác luôn các bác nhá. Cho em xin cái túi áo của áo đấy chị ơi. Gió 48 ạ. Giữ nhiệt em mặc là 135.000 chị ơi, 135 ạ. Các bác nhìn cho em ạ, chuẩn hàng xịn sò chưa ạ? Đấy chứ ạ, chuẩn hàng xịn châu Á chưa? 189 cho em với ạ. Áo nhiệt mặc bao nhiêu ạ? Nhiệt em mặc là 135.000 chị ơi, 135.000. Gió 48 ạ. Comment hay ẩn dã man luôn. Gió xịn em còn nhưng mà còn ít luôn chị ạ. Tại vì hàng đấy công ty người ta cắt mã không có về hàng ở đâu ạ. Ra 2.000 hàng nhưng mà hết hàng là người ta sẽ không ra nữa. Đấy. Rồi ạ, nó có đỏ đỏ đậm đen, đỏ đậm pha đen này, với lại đỏ cam pha đen. Thì ngày mai các chị báo nhân viên nhé. Đây em mặc là màu vàng đây, vàng pha đen này, các bác nhìn cho em màu này. Quá đỉnh của chót luôn đúng không ạ? Áo này như em về đầu tiên đấy, vì cái công ty ra mã nào như em sẽ về đầu tiên luôn. Đấy, các chị nhìn áo cho em này, chất lượng đúng không ạ? Mũ tháo rời được ra cho em nhé. Chị nào không thích mũ các chị tháo được mũ ra cho em này. Nó có khóa tháo mũ ạ. Các bác lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em các chị này. Tin nhắn gọi là chốt đơn liên tục. Để chạy tin nhắn người ta nhặt xỉ, khách xỉ nha em. Cứ gọi là mã hàng nào mới về là khách hàng cứ gọi là nổ tin nhắn luôn. Đúng không ạ? Nổ tin nhắn luôn ạ, không nói yêu thế nào luôn nhá. Để chạy các chị comment mã hàng cho em là gì ạ? Gió 48 cách số điện thoại cho em. 189.000. Để chạy 189.000 đồng. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Dã man ạ, mũ tháo được ra mà chị. Để chạy mũ tháo rồi nó có khóa tháo ra luôn. Đấy, em cho các chị xem luôn này. Nó có khóa đấy ạ. Không có 2X, nó chỉ còn XL dưới 60 cân nhá. Đây ạ, có khóa tháo ra cho em. Được nhá các bác nhá, không thích mũ bỏ mũ ra này. Để chị ạ, không thích mũ bỏ mũ ra được. Đấy, tiện là ở đấy. Nhưng là cái chỗ mà không thích bỏ mũ ra được. Đấy, các chị thích thì các chị lắp mũ vào cho em ạ. Tiếp nhau cái tông màu xanh lá các bác này. Để chị ạ, màu xanh lá cho em ạ. Bảng màu đẹp lắm. Để chị ạ, gió 48 bảng màu đẹp lắm luôn ý. Gió 48 cho chị màu đỏ. Màu đỏ đậm, chị Tuyên đặng đặng Tuyên lên số điện thoại chị ơi. Lên số điện thoại cho em rồi. Hả? Lên như thế em không chốt được đơn đâu. Cho chị một cái màu đỏ đậm là các bạn nhân viên em không chốt được đơn. Nhà em máy nhà em không lên đơn được. Các chị comment là gió 48 cách số điện thoại cho em. Ngày mai các chị chọn màu ạ, nhân viên em tư vấn chọn size sau nhá. Em ơi lên thêm mã gió trẻ em đi để chị dồn đơn luôn. Cho em xin một mã gió trẻ em nữa chị ơi. Rồi ok, hôm nay mua cho mình và mua cho các con luôn nhá. Mã nào được chị? Áo em mặc các chị dưới 60 cân. Màu đen em mặc bên trong các chị dưới 60 cân cho em đi. Để chạy giữ nhiệt màu đen các chị dưới 60 cân ạ. Các chị nhìn trên màu xanh lá này. Xanh của nó là khoa đen. Giữ nhiệt em còn nhé chị nhá. Xanh khoa đen cho em ạ. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại này. Xanh màu hồng hồng bích còn hàng. Chị lấy cho em cái tông màu mà hồng hồng đậm ấy. Cái hồng này hồng nhà chị ơi. Em cái kia. Ở chỗ kia kìa. Ở kia có mẫu kìa. Đây xanh đây, đẹp quá sốc ơi, cảm ơn chị Đỗ Hiên nhá. Để chạm tiếp theo các chị nhìn cái tông màu hồng này. Đấy, chị cân vừa là cái gì? Chị Thoa Hà lên số điện thoại chị ơi, Mai Thị Hà rồi ạ, chị Phương Nguyễn có đơn nhá. Các chị có để lại số điện thoại trên là có đơn, chứ nhiều chị bảo em ơi chị không thấy em đọc tên của chị ở trên live, không biết chị có được chốt đơn không. Nhưng mà máy tính, máy nhà em lọc đơn chứ không phải là mồm em lọc.
Đấy, cho nên là em đọc tên, em chỉ đọc qua qua một số chị thôi. Thế còn là cứ lên số điện thoại cho là có đơn các bác nhá. Cứ lên số điện thoại cho là có đơn. Đây màu hồng các chị này. Đủ size số các chị nhà mình cứ dưới 60 cân em chốt đơn hàng ạ. Dưới 60 cân em chốt đơn. Ok chưa ạ, giò 48 này. Đẹp nít nách luôn ạ. Giò bé gái hôm nay nhà em chưa về được giò bé gái, nhưng chỉ về được đồ bé trai trước. Được chưa ạ, nhà em chỉ về được giò bé trai trước thôi. Các chị lên mã hàng và kẻ số điện thoại cho em. Ờ, chị hay áo giữ nhiệt tá, tí em lên thêm các chị một mã giữ nhiệt nữa nhá, để cho các chị dùng đâu. Chị hôm nay về thêm được mã áo giữ nhiệt gì đấy? Cho em cái mã nhiệt nhiệt 21 à? 21 đi, 21 xem có về được nhiều không? Về được thêm một ít. Về thêm một ít à? Đấy, tiếp theo đây lên các chị dòng giữ nhiệt hộp tiếp theo các bác nhá. Vừa rẻ vừa đẹp vừa chất lượng mà. Giữ nhiệt là 135.000 chị ơi. Giữ nhiệt là mã 818-135. Đấy, áo có là 189 ạ. Có 18 cho màu hồng ạ. Các bác nào thích hồng các bác lên đơn. Đây có tông màu đỏ gạch nữa này. Chị chặn tông màu đỏ gạch cho em nữa ạ. Giò 48 đỏ gạch kèm số điện thoại này. À, xanh đen rồi. Chị Nguyệt Vũ có phượng ớt. Đấy các chị, cái chị không cần phải comment gì nhiều. Dài dòng làm gì ạ. Giò 48 ạ. Cách số điện thoại cho em là được. Đúng không ạ. Đấy, cứ có số điện thoại cho em là có đơn. Chỉ sợ nhất là các bác gọi là đặt một trang giấy không để lại số điện thoại thôi. Như thế là không lên đơn được. Cứ mãi comment thích quá đúng không ạ? Nhiều mã đẹp quá cứ mãi comment chốt mã nọ chốt mã kia, cuối cùng là không để lại số điện thoại. À chị Thơ Mon ạ, mới hôm đặt cái quần mà không thấy sốc gọi á. Đợi em tí. Đây ạ, các chị nhìn hàng này. Hàng toàn bộ hàng thời trang cao cấp luôn nhá các bác nhá. Thương hiệu đăng ký độc quyền ạ, nhãn sản phẩm được đăng ký độc quyền luôn. Đây là những cái sản phẩm này hàng công ty, cái đường kim mũi chỉ nó rất là chuẩn sắc nét luôn. Nó không bị là như kiểu là cái hàng gia công ngoài thị trường. Các chị nhìn trên cái màu đỏ cam của nó này. Để chạm màu nó không bị chói quá mà không bị đậm quá. Đấy. Chị Thermon ạ, hôm nay lên số điện thoại thử xem là hôm ngày mai có được chốt đơn không nhá. Các chị phải để ý điện thoại của em với. Chứ nhiều chị em thấy là hay để cho con nghe điện thoại ấy. Con cầm điện thoại chơi điện tử, con cầm điện thoại là học trực tuyến, cho nên là cứ gọi đến là các bé lại tắt máy bận đi, nên là không chốt đơn được. Chị Hoa Tân rồi, ok chị ạ. À nhà em không có đồ nam chị ơi, nhà em chỉ bán nguyên đồ nữ thôi. À toàn mẫu đẹp mà, toàn mẫu đẹp mà không có size to, vừa buồn quá. Tại vì đợt này hàng chị làm đến được đến size tầm khoảng 60 cân đấy chị ơi, 60, chị nào người gọn gọn để tầm khoảng 61-62. 189 ạ, Bảo Vi Thắng lên số điện thoại giúp em ấy chị ơi. Đây chị nhìn cho em cái màu đỏ cam này. Được chưa, tông màu đỏ cam cho em. Các chị lên đúng mã hàng cho em là giò 48 kèm số điện thoại cho em. Được chưa, giò 48 kèm số điện thoại ạ, 189.000. Các chị nhắc 189.000 đồng ạ, vàng đen này. Màu chấm cái đẹp quá này nhỉ. Mũ các chị nhà mình tháo rồi được ra cho em. Được chưa, 189.000 đồng một áo các bác nhé. Giò 48 màu cam chị lấy rồi, đẹp lắm em nhé. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Tú nhá. Hôm nay chị nhận được hai áo gió ưng lắm chị ạ. Cảm ơn tình yêu. Áo đen chị đang mặc là 135.000. Chị Phạm Hà rồi, ok chị chốt đơn hàng ạ. Chị Mai Hương rồi, ok chị gái nhá. Lên đúng mã hàng cho em là có đơn các chị ơi. Đúng mã hàng cho em là có đơn. Đang cho em xin một áo gió bé trai nữa đi. Đấy một mã đấy cho em mới. Hai màu à? Xanh đậm xanh nhạt đúng không? Mã này thì nhé sẽ có cả màu xanh đậm với xanh nhạt. Ok chưa ạ? Nó sẽ có xanh đậm xanh nhạt ạ, từ size M đến 2XL ạ. Đấy. Đó của bé trai ngày hôm nay sẽ có về được hai màu, mỗi này là quà bao nhiêu chị? Quà 13. Quà 13. Quà 13 và kèm số điện thoại cho em. Em thay một cái áo giữ nhiệt khác. Đẹp chưa các chị này, xịn nhá. Được chưa ạ, lên các chị gọi là toàn dòng giữ nhiệt cao cấp luôn. Ôi cái này không chốt thì chốt cái gì hả các chị, đúng không ạ? Cái này không chốt thì chốt cái gì? Mã này là mã gì ạ? 821 đúng không chị? 821. À 021 hay 821? Con này các chị dưới 65 cân nhá. 021.
Đây ạ, mã này là mã 021 và cách số điện thoại cho em. Giữ nhiệt này các chị này. Giữ nhiệt gen. Ok chưa ạ? Giữ nhiệt gen cho em ạ. Mã hàng kia là 021, cách số điện thoại cho em ạ. Form này các chị nhà mình dưới 64-65 cân đổ về. Đấy, dưới 64-65 cân đổ về em chỗ đơn hàng ạ. Các chị tầm khoảng là 42-43 cân đổ lên nhá. Em tặng các chị nốt là 135.000 ạ. Em có sót, đang còn sót nguyên màu đen. Để cho em đang còn sót nguyên màu đen của dòng giữ nhiệt hộp. Các chị comment trên là 021 và kèm số điện thoại cho em với ạ. 021 mã này nhá. À, áo phao lông bụ dáng dài màu đen á. Đằng sau kia đúng không? 021 cho em mã này đi các bác này. Xịn lắm ấy. Em đặt hàng nói chung là cái giá thị trường vẫn đang bán cho các chị dao động tổng ở 170-180. Để chạy 170-180 em tặng các chị là 135.000 đồng. Để chạy em bao các chị về cái giá xỉ chất lượng luôn. Để chạy bao các chị về form dáng và chất lượng luôn ạ. Chất nó dày dặn đẹp các bác nhá. Vì dòng này của nó sẽ là dòng giữ nhiệt định hình. Để chạy giữ nhiệt định hình. Đấy các bác mặc cho em ạ. Cái form dáng của nó cực kỳ là gọn luôn. Đấy, lên đúng mã hàng mà kèm số điện thoại cho em. Mã hàng trên là 021 ạ. À, hôm nay chị được áo khoác và quần rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Hân Đàm Gia Hân nhé. Đây, lên các chị áo gió của bé trai luôn. Các chị nhìn nàng này. Cái trạng đẹp lắm. Chất nó gọi là đanh chất với dày dặn chất luôn. Ok chị ạ, các bác lên mã này cho em là gì ạ? Quà bao nhiêu chị? Quà 13. Quà 13. Có quần legging hôm nay, có cả quần thô legging rồi đấy. Quần thô legging mà hàng Quảng Châu ấy. Mà các chị nhớ là năm ngoái em bán ấy, đúng không ạ? Năm nay đợt này em lại đặt về. Tại vì cái mạng đấy nó không bao giờ lỗi mốt luôn. Áo này các chị comment là quà 13 nhé các chị yêu nhé. Quà 13 lên số điện thoại cho em. Áo gió của bé trai. Nhưng em chốt luôn các bé thì mình tầm khoảng 25 cân ạ. Đến tầm khoảng là 47 cân đổ về. Để chạm 47 cân đổ về em chốt đơn à. Đây mặc size to nhất của bé nhá các bác nhá. Em đang mặc size 2XL của bé trai các bác này. Mã này là bán gì chị Hoa? Quà 13. Quà 13. Em đang có màu xanh, em gọi là xanh đậm đi. Xanh đậm này, và đây là màu xanh nhạt. Để chạm xanh nhạt hơn. Đấy các bác, cái mai các bác chọn cho em là màu xanh đậm và màu xanh nhạt. 155.000 một áo. Đúng không ạ? 155.000. Các chị comment cho là quà 13 và kèm số điện thoại ạ. À, cái hàng tay lại người ta còn bán các chị tầm khoảng hơn 200 mấy đúng không ạ? 200 mấy một áo. Để chạm 250-280. Em tặng khách em là 155.000. Ok chưa ạ? 155 ạ. Các chị comment là quà 13 kèm số điện thoại ạ. Từ 25 cân nhá. Hàng này không phải là hàng form nhí mà mười mấy cân đâu. Toàn bộ là trên 25 cân ạ. Đến tầm khoảng là 48-50 cân đổ về. Hiện tại em đang mặc size to nhất của bé trai. Để cho em gần 54 cân ạ. Em gần 54 cân nhưng mà chỉ xuất cho các bé nhà mình tầm dưới 50 cân thôi. Tại vì các bé thấp ý. Để cho các bé thấp thì mặc nó sẽ gọi là rộng rãi thoải mái hơn em. Em mặc nó ôm sát thế này chứ không ai mặc áo gió mà nó ôm như này cả. Các bé phải mua gọi là rộng rãi thoải mái một chút để các bé lớn rất là nhanh. Để chạm các bé lớn rất là nhanh luôn. Các chị em mình mua đồ cho con là không nên mặc mua cái đồ mà ngắn quá hoặc là ôm sát quá. Đấy, các bé là mình vận động của nó không được thoải mái. Quần thô Quảng Châu đi em rồi em một tí, em lên luôn. Chị ơi, chọn mẫu của em quần thô Quảng Châu nhá. Để em mặc size chắc là em mặc size M, size L. Năm ngoái này em mặc size M nhưng nay không biết em mặc size gì. L với các cố. Rồi ạ, quà 13, em có xanh đậm với xanh nhạt ạ. Màu xanh đậm, màu xanh nhạt đây. Đây các bác này. Để chạm quà 13 lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Đẹp, đẹp nhức nách luôn. Đẹp thế. Trời ơi. Đẹp mê mẩn luôn đúng không ạ? Đẹp mê mẩn luôn các bác. Tiện thì các bác mua cho bố, mua cho mẹ thì mua cho các con luôn nhá. Cao 1m62 mặc vừa không chị Loan con trai. 1m62 quan trọng là bé nhà chị phải tầm khoảng bao nhiêu cân ấy. 1m62 mà tầm khoảng là 45 cân thì mặc được. Ở chị ạ, tầm 45 cân mặc được. Đó. Cao hơn thì nói chung là cái cân nặng thì nó giảm đi một tí thì vẫn mặc bình thường. Em chốt đến tầm khoảng là 12 tuổi. 12 tuổi và tầm khoảng là 45-46 cân, 47 cân. Nếu mà 50 cân thì như con nhà em ý, 45 cân thì bé nhà em vẫn mặc size XL đấy. Đấy, tại vì nó thấp mà. Nó mới học lớp 5 thôi, vẫn mặc được size XL. Tặng thoa rồi, chúc quà 13 Bùi Hạnh có, Đại Dũng có. Các chị cứ lên số điện thoại cho em ạ. Bé 47 cân thì bây giờ các chị ưng cái mã nào ấy, các chị cứ để lại số điện thoại nhá. Ngày mai thì các bạn nhân viên thì em ấy, đứa nào cũng 2-3 con rồi. Chúng nó nắm rõ cái cân nặng của chiều cao của con của trẻ con cực kỳ luôn. Đấy, em sẽ cho các bạn nhân viên là toàn những cái bạn mà ít nhất là hai đứa, được chưa ạ?
hoặc là một đứa, còn nhiều nhất thì em là mẹ ba con rồi, nên là cứ kiểu chà chà những cái tuổi nhau ấy. Nên là các bạn ấy chốt đơn cũng sát cực kỳ, sát cực kỳ luôn đấy. Chọn đồ cho cậu bé nhá, cứ chiều cao cân nặng cho em rồi, ngày mai các chị lên, ngày mai các chị lên đơn hàng nhá. Để chạm 155.000 đồng một áo, các chị lên đơn hàng cho em rồi ạ. Kèm số điện thoại này đây ạ. Thích cái hình ngộ nghĩnh một tí đi chị ơi, cho các bé ngày hôm nay là thêm một mã nữa nhá, tiện cho các bé nhau, các mẹ nhà mình mua mấy cái đằng nào cũng kiểu là gió mùa ấy. Bây giờ chưa cần phải mặc áo phao đâu, bây giờ chỉ cần mặc áo gió thôi, tại vì là trời nó đang se lạnh thôi ạ, chứ không phải là lạnh quá mà đến nỗi mà mặc áo phao đâu. Như thế này là các bé đi mặc buổi sáng rồi là buổi tối là ok đây, đúng không? Tiếp theo một mã này nhá, tiếp theo một mã này đi. Để xem em nó có màu xanh màu đỏ. Em có mặc size to nhất của bé nhá, cho các chị xem cái form dáng với lại cái màu sắc nhé. Ok chị ạ, lên trên là mã là quà 14 ạ. Quà 14 mặc kèm số điện thoại này. Đấy, toàn những cái hình mà ngộ nghĩnh, để chị ạ, khỏe khoắn. Áo em mặc là mã 021 chị ơi, áo gen giữ nhiệt em đang mặc là 021. Còn đây là mã hàng cho là quà 14 ạ. Để chị ạ, toàn bộ áo gió gọi là đẹp, nhức nách luôn. Form của là form to nhưng mà nhắc form đại đấy. Ôi em 3 đứa rồi mà, các chị không tin à? Đứa lớn của em là năm nay học lớp 5 rồi. Đứa bé nhà em là học đang học mẫu giáo. Một đứa lớp 3, một đứa lớp 5. Em gọi là lấy chồng sớm. Đây ạ. Đây các chị nhá. Đây là mã quà 14, em đang có màu đỏ với màu xanh hai màu. Cái mã này mà các bé nhà mình mà mặc với lại cái quần thể thao ấy, đi giày thể thao mà cực đẹp luôn, trông nó khỏe á. Để chạy trông nó khỏe. Tiếc là hôm nay hai đứa nhà em nó không ra đây, cho ra đây mặc cho bé mặc thử luôn ạ. 2 tuổi thì em không có mã này chị ơi, tầm khoảng trên 25 cân em mới chốt đơn được vừa nhá. Trên 25 cân đấy, tầm khoảng là 50 cân đổ về. 25 đến 50 cân em đang có. Các chị là quà mới mấy chị? Quà 14. Quà 14 ạ, màu xanh này. Đúng màu sớm. ít nhất là ở quán nhà em là có hai đứa là mẹ ba con rồi. Đấy, một đứa thì sinh năm 92, cũng ba đứa con. Em hơn nó luôn, em hơn nó một tuổi, em ba đứa. Đây. Đây các chị này, quà 15 nhá, à quà 14. Quà 14 chị Tâm Quách ơi, comment lại mã hàng cho em với ạ. Chị Linh Hà rồi, ok, chị chốt đơn ạ, diện đen. Giữ nhiệt em không có màu hồng, chị hết màu hồng rồi. Mã này là quà 14 cho em ạ, màu xanh này. À, khoác len có mũ em lên rồi. Chị Hải Hoa nhá, tí em lên các chị một mã nữa. Rồi Tâm Quách có này. Đơn giản hơn á, đơn giản hơn. Lúc nãy em có lên mấy mã đầu tiên ấy thì có hình đơn giản hơn, nó chỉ có gọi là một chút pha thôi. Cái mã này nó pha nhiều này, cho cậu bé nào thích kiểu là khỏe khoắn ấy, kiểu dáng thể thao ấy. Các bé mặc mã này cho em, nói chung là trẻ con cứ kiểu ngộ nghĩnh một tí để cho nó năng động. Chị Thu Nguyễn có ạ, hai chiếc size cho nhất hai màu rồi, ok chị luôn. Nói chung là em lười bán đồ trẻ con lắm, tại vì trẻ con nó phải là con trai con gái này, cân nặng chiều cao rồi size số rồi là tuổi tác các kiểu luôn ấy, rất là lâu. Nhưng mà những cái mã này đẹp quá là em bán vì đam mê đấy ạ. Thực ra là cái mã hàng trẻ con em bán vì đam mê luôn đấy, không biết là về lãi lời như nào, nhưng mà con mình lấy mấy cái rồi, mỗi đứa lấy mấy cái mặc rồi. Áo gió xanh bao nhiêu đây, 155.000. Để chạm các chị đi mua ngoại trường, các chị mua rẻ nhất cũng tầm khoảng 220 với 230. Để chạm 220, 230. Các chị nhìn trên màu xanh này. À bên trong đang mặc có bán không? Có chứ chị. Em lên mã nào là em có bán. Chị Thu Hương ạ, chị Thảo Nguyên Dương có, chị Nguyễn Hiền có. Hàng đẹp chuẩn, em cảm ơn chị. Nói chung là về lấy cả cho con mình mặc nữa chị ạ. Đấy, thấy những cái mã hàng kiểu trông nó cứ ngộ ngộ nghĩnh ấy, hay hay. Mà chất nó đẹp, hàng Quảng Châu ấy chị, chứ không phải là hàng này hàng xưởng đâu nhá các bác nhá. Hàng này hàng Quảng Châu đẹp ấy. Đấy chị ạ, mã này là quà 14 cho em. Quà 14, nhiều khi các mẹ cứ thắc mắc bảo em ơi lấy cả đồ trẻ con đi, mua cho mình nhiều quá, 12 tuổi mặc được chị. Và Bùi Hải Vân ơi, ngày mai cho em xin cái chân nặng, cân nặng chiều cao của bé nhá, để em chốt đơn. Cùng lắm là lấy hai cái thằng mẫu nhà em ra để mặc. Đấy chị ạ, để ướm thử trước. Đấy. Cái thằng bé nhất nhà em đang mặc size M, vì là nó 28 cân nó mặc size M được. Còn cái thằng lớn nhất nhà em là mặc size XL. Đấy chứ ạ, nó là 45 cân là mặc XL được các chị nhá. Nên là tầm khoảng 45 đến 50 cân là các bác cái chốt cho em cái size to nhất ấy, là size 2XL.
Rồi ok chị Phạm Hà, Huy Nam ạ, chị Phương Mạnh có đơn ạ, Nguyễn Y HP rồi ok chị luôn. Cho em một mạng nữa chị ơi. Xếp cho các chị lấy dồn đơn một thế đi. Đấy. 20 tháng 10 là quà cho mẹ, quà cho con luôn. Được không ạ? Quà cho mẹ, quà cho con. Rồi qua mẫu áo này nhá. Tiếp theo lên các chị một cái dòng giữ nhiệt chị đang mặc là 135.000 là mã 021 em ơi. Chị Thảo Yến rồi ok chị luôn ạ. Nếu mà 26 cân của bé chị cứ lấy cho em size M là vừa. Đẹp quá em cảm ơn chị nhá. Đây ạ, mẫu này các chị comment cho là quà 15. Ok chị ạ, lại tin tiếp một con áo FT3. Tiếp một con áo giữ nhiệt của hàng FT3 luôn ạ. Các chị comment cho là mã quà 15 và kèm số điện thoại. Chị xem áo phao, phao dài á chị. Chị ơi thấy em không ạ, chị có thấy em nhá. Em cứ lên mã hàng kèm số điện thoại cho em là có đơn thôi, chứ không cần phải đọc tên chốt đâu. Đấy, thì em đọc đơn trên máy hết à, một. Thôi ngày mai các chị cứ chọn size vừa cho em, bây giờ không cần phải chọn size đâu. Tại vì ngày mai nhân viên em phải hỏi các chị về cái chiều cao cân nặng với lại độ tuổi của bé cơ. Chứ em không tự tiện gửi cho các chị để về các bé mình không vừa đâu. Áo con nhện bây giờ em không biết là còn size gì chị ạ. Bây giờ em lên các chị quần áo trong cổ 3 phân vừa xong em lên là mã 021 kia là 135 các bác nhé. Tiếp theo em lên các chị một cái dòng áo FT3 luôn này. Em đang có size là ML, XL đúng không chị? Hay là SML? MLX hay SML? ML, XL đúng không? Cáu gì đấy? Hả? Cáu gì đấy? Cáu gì đâu? Nói to đấy em sợ. Chị nói bé bé, à nói bé thôi, nói to em hay giật mình, em sợ. Em mỏng manh dễ vỡ. Mờ quý rồi, mờ của bà kia rồi. Sạc đi lúc vào lúc không ấy nhỉ. Cái gì? Sạc đi lúc vào lúc không ấy. Này cái Huyền làm hỏng sạc của em rồi. Sao lại rơi như vậy được không biết. Em chẳng biết nó kéo nó không để ý. Mã này là mã gì chị? Quà 15. Quà 15 ạ. 129.000. Được không ạ? 129.000 đồng cho em FT3. Giá 192.200. Bây giờ em tặng các chị là 129.000 đồng. Em có size các chị dưới 65 cân đổ về nhá. Dưới 65 cân đổ về em có là MLXL. Các chị yêu nhà mình từ 44-45 cân ạ. Đến tầm khoảng là 65 cân đổ về em chốt đơn. Bây giờ em lên luôn áo này với lại cuốn legging nhá. Đấy chị ạ, lên luôn cuốn legging của hàng Quảng Châu luôn ạ. Các chị nhớ quần này không? Em đặt hàng gọi là săn từ lúc đầu vụ đến giờ mà bây giờ mới có. Hả? Em không biết em mặc tay gì đây. Quần này là quần thô hàng Quảng Châu. Thị trường đang xỉ 280. Đấy chị ạ, thị trường em nói luôn là đang xỉ tầm khoảng dao động tầm khoảng 280-300.000 giá buôn. Một con quần thô của hàng Quảng Châu đấy ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là gì ạ? Phải mã này không? Chị ơi có 3 mã mà. Rồi cho các mã ấy dồn tất vào một mã này. 3 mã cơ mà chị. Em lấy là mã gì đây em xem. Đây là 3082. 3082. Các chị nhìn này. Đấy chị ạ, quần đẹp xuất sắc luôn ạ. Các chị comment cho là quần này là quần đến nhà mình xuất đến quy bao nhiêu rồi? Quy 7 đúng không? Em có từ size M đến size 2XL ạ. Để chạm từ size M đến size 2XL các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em này. Để chạm mặc cực kỳ là sướng luôn ạ. Chân váy em mặc hết hàng chị nhá. Em lên luôn quần này. Quà 15 đúng không ạ? Quà 15 cho em ạ. Chốt các bác thì mình đến 65 cân nhé. 100
129.000 à? 129.000 à chị? Quang 15 129.000. Quang 15 cho em 129.000. Các chị lên mã hàng trên là áo là mã quang 15 ạ. Size các chị nhà mình cứ dưới 65 cân đổ về em chốt đơn. Địa chạm dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Quần em đây là quần Q7 các bác nhá. Quần Q7 em có size các chị dưới 65 cân đổ về. Nên là size M chốt các chị nhà mình dưới 50 cân này. Size L các chị nhà mình tầm khoảng 55 56 cân này. XL các chị nhà mình tầm khoảng là dưới 60 62 cân ạ. 2XL các chị tầm 65 66 cân thoải mái nhá. Để chạm 2XL nhà em tầm khoảng là 65 66 cân thì mình thoải mái vừa. Em tặng khách ngày hôm nay ạ, 210.000 một quần. Quần hàng đẹp các chị các bác nhá. Quần legging cho em là quần chất thô, để chạm thô legging ạ. Các chị comment là quần Q7 ạ. Q7 và lên số điện thoại cho em. Để chạm Q7 và lên số điện thoại cho em, các chị mình có đơn hàng ạ. 210.000 một quần. Để chạm quần legging, quần thô legging cho em là 210.000 ạ. Các chị lên đơn hàng một kẹt xem số điện thoại cho em. Nhớ cho em là quần này hàng Quảng Châu. Nhưng mà đợt này đặt hàng nó không có về được nhiều như là mọi năm. Để chạm cước cao hơn mọi năm. Như mọi năm em bán là 200. Để chạm năm nay lên giá 201. Đấy là thẳng thắn luôn ạ. Còn giá sỉ thị trường các chị đang, nếu mà không phải là hàng đặt trước ấy, thì các chị đang mua với mức giá sỉ là 270, 280 hoặc là dưới 300.000 một tí. Em tặng khách em là 210.000 đồng các chị yêu nhá, 210.000. Các chị lên mã hàng trên là quần Q7 và kèm số điện thoại ạ. Chất thô co giãn thoải mái. Chị ơi 6566 cân thoải mái. 6566 cân thoải mái cho em ạ. Các chị cho mình từ khoảng là 41 42 cân đổ lên. Để chạm 41 42 cân ạ, đến tầm 65 66 cân đổ về các chị đi lên đơn hàng. Ok chưa ạ? Q7 đấy. Quần này em nó không nói là hàng em độc quyền nhưng mà giá em đảm bảo các chị là giá rẻ. Không cao mà phải chứ bây giờ các chị được mua rẻ hơn tầm khoảng là 70-80 nghìn so với giá sỉ. So với giá sỉ ấy. Để chạm các chị có comment là quần Q7 chị nào đã mua, đã mặc cái quần này như em năm ngoái rồi ạ. Để chạm chỉ khác biệt là năm nay thì nó khác nhau cái hình thôi. Còn mỗi năm em hay bán cái chữ hình chữ BT này, cái hình tròn này. Với lại một hình nữa em không nhớ. Nhưng mà quần này em bán quá nhiều. Và đợt cuối vụ em không có hàng mà bán. Nó có cả một loại sau này bán lúc mà rét ý. Thì em sẽ về một cái dòng gọi là quần thô lót nỉ, các chị nhớ không ạ? Đấy, quần thô lót nỉ mà các chị đang mua ngoại trường tầm 300-350, 320-350. Còn loại này là loại thô không lót nha các bác nhá. Thô không lót nỉ cho em ạ, 210.000. Để chạm quần Q7 ạ. Q7 nói chung là tiền nào của đấy mặc thích. Để chạm mặc thích là quần này chất thô các bác nhá. Không phải chất cotton. Không phải chất cotton mà không phải chất u mì. Cặp này là cặp chun nhau, cặp này sâu vi lên được chị ơi. Nó làm cho mình cái đai thiết kế này sâu vi lên được, không bị lộ các bác nhá, không bị lộ này, mặc lên thích lắm. Quần này bán số lượng của năm ngoái cực kỳ là nhiều luôn chị ơi. Đấy, năm ngoái khác biệt là nó rẻ hơn, tại vì năm ngoái thì hàng nó về dễ hàng hơn năm nay và cước nó nhẹ cước hơn năm nay. Năm nay cái gì cũng tăng, năm nay cái gì cũng tăng, tại vì dịch giã này hàng nó rất là khó về. Rồi ạ, Q7 này, bác nào lấy cả áo quàng 15 cho em với ạ. Cao 1m65 mặc quần này không hề ngắn một tí nào. Để chạm form hàng Quảng Châu lúc nào cái quần nó cũng dài hơn hàng Việt Nam. Để chạm quần hàng Quảng Châu lúc nào cái form dài nó cũng dài hơn hàng Việt Nam luôn ạ. Đó, ML, XL, 2XL các bác nhá. Chỉ 1m65 không hề dài. Em đảm bảo với chị luôn ạ. Cược luôn với chị luôn. Đấy, quần chất vừa chị ơi ạ. Quần này không dày quá như hàng thô lót nỉ. Nhưng mà quần này kiểu dáng vừa. Nói chung là quần này á, mùa đông khách mặc được, mùa hè khách mặc được. Đó, Q7 em qua mẫu này thì số lượng về không được nhiều. Đúng không? Có một đống ở chỗ kia rồi đúng không? Mỗi tí đây không? Mỗi tí nhỉ? Người chạm Q7 cho em. Khoảng thẻ MLXL, 2XL. Đó, hiếm khi là về được tay to. Mấy bác nào ưng cái mã sản phẩm này thì các chị gọi là cứ gọi là thoải mái. Chị ơi, chị đưa cho em các hình ý. Có về được 3 hình ạ. Nói chung là chị nào lấy 2 quần ý, thô co giãn nhiều chị ơi. Để chạm thô co giãn nhiều. Đó, áo em mặc là 129. Đây nhá, từ từ đã, để cho các chị xem này. Chị nào lấy một quần sẽ có một hình ạ. Hai quần hai hình. Nói chung là quần đen này các chị ơi, nó không phải là cặp cao quá, không phải cặp thấp quá, nó cặp vừa cho em. Nó là cặp vừa. Đây. Chị nào lấy hai quần thì được hai hình nhá. Chị nào ba quần có ba hình. Đây, nó sẽ có một cái hình chữ theo luôn này. Để chị ạ, nó sẽ có một cái hình chữ theo luôn. Nhưng mà mã này có ít. Ok chị ạ, mã này có ít. Đấy, ngày mai các chị báo nhân viên là cho chị một cái quần Q7 hình vuông, để chạm cạp vuông này. Cho chị một cái hình Q7
chữ theo, để chạy chữ này chữ theo cho em ạ. 1m50 chị mặc dài cắt gấu đi cho em được các chị nhá. Còn đây là cặp của nó là đai tròn. Em gọi là đai tròn nhá các chị yêu nhá. Đây là đai tròn cho em. Đấy, ngày mai các chị cứ làm cho em ạ, 2-3 chiếc mà mặc, tại vì quần này hiếm khi có về hàng á. Bây giờ hàng này không có số lượng đâu mà. Để chạy em rồi một mã luôn nhá, quần Q7 cho em ạ, rồi một mã luôn. Các chị cứ gọi là ngày mai là cho chị 2 chiếc thì nhân viên nhà em sẽ nhặt cho các chị 2 hình. Để chạy 3 chiếc 3 hình. Đấy, hoặc là chị nào chọn hình thì cứ báo nhân viên là cho chị cái hình vuông này, cho chị cái hình tròn này, hoặc là cho chị cái hình thêu. Đó, Q7 là 201 một quần các bác nhá. 201 là các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Đó, Q7 cho em 210.000, quần hàng Quảng Châu. Các chị ơi, chất thô cho em ạ, chất thô mềm các chị nhá. Mặc không sướng thực sự luôn, em cho các bác mình cứ giả lại cho em. Được chưa ạ? Mặc không sướng cho các chị mình cứ giả lại cho em. Em bao giá các chị luôn, bao chất luôn. Đấy, giá này là giá em được cắt số lượng mà em đặt hàng từ lâu mới có. Tại vì là em bán cái dòng quần này là nó quá nhiều rồi các chị ạ, quá nhiều rồi. Cho em xin một cái quần Q3 chị ơi. Lên form dáng này gọn cực kỳ luôn. Được chưa ạ? Nâng mông các bác nhá. Thiết kế nâng mông này, tôn dáng. Rồi Q7 2 chiếc. Chị thương tạm ạ, chị Nguyễn Ngọc Hà rồi, ok. Đây là quần này là quần Q3 đây. Q3 của nhà em vẫn là quần thần thánh như mọi năm. Được chưa ạ? Vẫn là quần thần thánh như mọi năm luôn ạ. Các chị comment cho là quần Q3 và kèm số điện thoại này. Ok chị ạ, Q3 lên đơn hàng kèm số điện thoại Q3 đúng không? Q3. Q3 cách số điện thoại cho em. Quần này là chất u mềm. Những cái dòng này khách em cứ mùa đông mặc được, mùa hè mặc được. Để chạy nhất là mùa đông nhá, là bắt đầu là vào mùa legging. Để chạy vào mùa legging ạ. Q7 201 rồi, ok chị bị quách này. À, ghi bình luận nhá. Rồi mã này các chị comment là quần Q3. Q3 vào kèm số điện thoại cho em ạ. Đợi em một tí nhá. Hôm nay nhanh muộn đấy nhỉ. Được chưa ạ, quần Q3 đây. 6806 màu xanh không còn đâu. Còn đâu. Em lên các chị thử cái hình này xem nào. Ok chưa ạ, legging đây. Q1 em còn. Rồi Q1 em bảo rồi nhé, em bán quanh năm. Các chị cứ lên đơn là có đơn. Để chị ạ, cứ lên số điện thoại trên là Q1. Kèm số điện thoại trên là có đơn hàng ạ. Thề này luôn, chị Hoa làm đôi quần này mặc. Mặc thích lắm. Em còn có mấy cái rồi ấy, tại vì quần đen là, nói chung là em toàn quần đen thôi, em chẳng có quần màu đâu. Toàn quần đen, để quần đen nó dễ phối đồ ấy, mặc với áo nào cũng được. Áo chị mặc là 129.000 đồng, là mã khoảng mười mấy, khoảng 15 đúng không? Ừ. Khoảng 15 ạ. Rồi tiếp theo các chị ơi ạ, Thím đang xem quần đẹp quá. Thím ơi, Thím không lấy luôn là hết hàng đấy. Thím không lấy luôn là hết hàng đấy. Ê, quần Q3 cho em này, 105.000 một quần. Kêu ghê. Legging của quần Q3. Chị Ngọc Anh Lê cho em xin số điện thoại với lại đơn của hôm qua nhé, em chưa cất xong gì á. ML hay sai? ML ạ. Quần này là có đến size 2XL này. SML, XL, 2XL. Các chị 40 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Từ 40 cân đến 65 cân này chất u mì, co bạn 4 chiều, chất này không cắn chỉ. Có quần dây dây, có nghĩa là quần dây rút á. Quần dây rút thì em lại không có về, chị ơi chưa về hàng ấy. Nhưng em đang đặt hàng rồi. Bác nào thích quần dây rút này, quần bo gấu thì các chị đợi chuyến sau nhá. Còn hôm nay thì em toàn bộ đó là quần này các chị mặc đi làm được, đi chơi cũng được. Chị ạ, quần Q3 cho em ạ. Quần chị mặc 39 cân à, 39 cân để xem ạ. Chiều cao nữa chị nhá, chiều cao cân nặng nó phải tương xứng với nhau nữa. Q3 cho em ạ, nhà em sẽ về được 3 hình khác nhau. Ok chưa, áo đây. Các chị nhìn áo này. Để chị ạ, đẹp nhức nách luôn. Đẹp nhức nách luôn. Q3 2 chiếc rồi, đơn ạ. Chị nào cứ lấy 2 chiếc thì có 2 hình ạ, 3 chiếc thì có 3 hình, 4 chiếc 4 hình khác nhau. Đây em để bình thường này. Em bật size L đúng không? Con này chốt các chị nhà mình tầm khoảng là 62-63 cân đổ về. Được chưa ạ?
SML hay là ML chị? ML thôi, không có SML. ML á, mắt em có hai size à? Hai size ML. Thì chốt các chị là mình cái tầm khoảng là dưới 60 cân, 40 cân đến 60 cân nhé. Đấy chạm 40 cân đến 60 cân ạ. Các chị có men mã là quà 16 ạ, đúng không? Ừ. Quà 16 cho em ạ, 125.000 một áo. Ok chị ạ, 125.000 ạ. Chị Yên Vũ hôm nay đặt lại chị ơi. Rồi ạ, quần Q3 thì em đang có những cái hình này các chị này. Quần chữ BT nhé các bác nhé, được chưa? Quần này là quần chữ H các bác này. Được chưa? Quần chữ H cho em. Và đây là quần chữ M, cái quần này gọi là quần thần thánh nhỉ. Đấy tại vì là nó cảm giác như là chân mình nó dài hơn này. Được chưa? Chị nào bụng to ấy, nó ghen bụng cực tốt vì cái bản cặp của nó 5 phân liền. Được chưa? Bản cặp 5 phân cho em ạ, mặc lên người rất là gọn. Đó, dáng legging cho em các bác nhá. Và dáng này nhà em ấy mặc nó không bị cắn chỉ. Được chưa? Không bị cắn chỉ. Nhà em bán mẫu này là sang năm này năm thứ tư rồi. Chị em chỉ bán một loại chất là chất u mì thôi. Được chưa? Nhà em không bán cái loại chất cốt tông, mà cốt tông mỏng ấy các chị mặc ấy, nó chỉ cần là mặc một lần thôi nó bị cắn hết cái đường chỉ. Được chưa? Bác nào mà mặc quần bị cắn chỉ các bác biết ạ, rất là khó chịu luôn. Ok chưa ạ? Em tặng các chị quần này là 105.000 một quần. Đấy, có đến size 2XL nha, em sẽ làm thêm size to. Hôm trước em về size bé thôi ý, là đến từ size S đến XL. 1m63 mặc bình thường chị Quế Phan ơi, mặc bình thường nhá. Đấy, chị cứ lấy size to to cho em. Nếu mà chị 60 mấy cân ý, để cho em size 2X đi. Hôm trước em về được đến XL thôi, nhưng mà khách hàng mà Loan ơi em đặt thêm size to, chị thích cái dáng quần này quá, thế là em làm thêm size 2XL luôn. Hàng đặt chị ạ. Nếu nhẽ ra là size to thì phải cộng tiền lên, tại vì là cái tiền may của nó sẽ là tăng thêm cái tiền vải ấy, thì cái giá tiền của nó sẽ cao hơn cái size bé một tí. Nhưng mà thôi ạ, cứ xuân siêu. Các bác bạn đồng giá hết là 105.000. Đấy chị ạ, cái nọ nó bù cái kia. Đấy, cái nọ bù cái kia luôn ạ các chị này. Đây là chữ M cho em nhé. Chữ M, chữ H này. Nói chung là các bác cứ làm cho em 2 chiếc 2 hình, 3 chiếc 3 hình luôn. Quần Q3 cho em ạ, từ S đến 2XL. Đấy chị ạ, áo là mã gì nhỉ chị? Áo là mã quà 16. Áo là mã quà 16 á. Đấy chị ạ, quà 16 kèm số điện thoại cho em ạ. Con này đẹp, có ít rồi. Dưới 60 cân à. Áo này dưới 60 cân thôi, tại vì nó có đến size ML 2 size thôi ạ. ML 2 size ạ. Còn áo gió xịn nha em ơi, còn chị còn nha em ơi. Còn nha. Tiếp theo các chị lên một cái mã. Ở trong kia là cái gì kìa? Hả? Ở đây này. Đấy. Tiếp theo một mã này đi. L. Còn mã này còn XL này, MLX này. Rồi ạ, lên các chị mã này em có MLXL nhá. Tiếp theo ạ, quà 17 chuyển sang mã này cho em này. Quà 16 này, mã này về ít. Để cho em lên luôn mã quà 17 ạ. Nhìn cái điểm nhấn này. Để chị ạ, dòng em toàn bộ là dòng 2 lớp nhá các chị yêu nhá. Nhưng em không bị ship đâu chị ạ. Dòng 2 lớp cho em chứ không phải là dòng 1 lớp mỏng. Thế các chị nhiều khi là các chị mua phải cái hàng rẻ ấy, thì dòng của nó chỉ có 1 lớp thôi. Đấy, và cái đá của nó rất là dễ bong. Nhưng đá như em nó các chị giặt thoải mái. Và hai lớp cho em và các chị mặc nó không bị hở bị lộ. Ok chọn đây để bình thường đấy các chị này. Để bình thường đây cho em ạ. Các chị sơ viên cũng đẹp, các chị để bình thường cũng đẹp. Thì chạm quà 16 cho em 129. Có hai mấy chị? 125 á? Vâng, chị vừa phát giá. Ôi, em nói nói chị hỏi lại mày thì mày không nghe đấy. Chị bảo như gọi là có cái gì sai sai. Quần chất có mịn không? Vải có bị xù không? Chị ơi xin thương với các bác này, chị nào đã nhận được cái quần này rồi và chị nào đã mua cái quần Q1 với lại quần Q3 nhà em rồi, các chị vào cho em xin feedback. Có thể là em bán hàng em nói thế nào thì các chị cũng bảo là ui nó bán hàng nó chả quảng cáo hay đúng không ạ, nó chả bảo hàng nó đẹp không xù đúng không ạ. Nhưng mà để cho khách hàng đã mua rồi, khách hàng gọi là nhìn nhận một cách khách quan nhất, để chạm các chị vào phản hồi cho em với. Chị nào đã mua quần này nhà em rồi ạ, cho em xin một cái phản hồi với. Để chạm chất liệu u mì cho em ạ, mặc không bị xù đâu các chị ạ. Em bán số lượng của nó mấy vạn quần rồi, các chị yên tâm luôn, không phải là số lượng đầu nghìn nữa đâu. Mỗi lần về vài nghìn quần. Để chị ạ, tại vì không chị nào lấy một quần đâu ạ. Ít nhất các chị lấy một đôi đúng không ạ? Có chị lấy 2 3 4 cái. Đấy, nhất là các chị cùng công ty với nhau ấy, các chị lấy vài chục cái là chị bình thường. Chung nhau ạ. Rồi ạ, lên tiếp mã này này. Rồi chị nhận được áo gió rồi, chất đẹp quá, em cảm ơn chị. Đây các chị yêu nhá. Lên mã này cho em ạ. Mã quà 17 đúng không? Quà 17. Giá chị đẹp quá, không đẹp đâu chị ơi.
Thực ra là bụng em rất là to vì sinh ba đứa rồi, bụng không hề nhỏ đâu. Nhưng mà cái quần này nó ghen bụng, tại vì em không bao giờ em mặc quần cặp trễ. Được chưa? Tại vì là cái bụng của em ấy đã sinh, nói chung là chị nào đã sinh nở rồi các bác biết đúng không ạ? Bụng nó kiểu là sổ bụng ấy. Cho nên là em không bao giờ em mặc quần cặp thấp, mà em đa số em mặc quần cặp bản to này, nó ghen bụng mới rất là tốt luôn. Và nhiều khi là các chị bảo ôi sao eo em bé thế, nhưng mà thực ra nếu mà em mà không mặc quần cặp cao bụng em rất là to. Đấy chưa? Đấy, các chị thường thường các chị nhìn thấy em mặc cái quần mà cặp thấp ấy lòi hẳn cái thân mỡ ra luôn. Đấy, cho nên mình phải lựa chọn những cái quần mà nó che khuyết điểm cho mình. Một cái có mất ship không chị ơi? Chị mua 10 cái nhưng em không miễn ship đâu, nghĩa là chị mua một cái nhưng em có bị làm sao đâu mà em được lại các chị 10.000 một cái quần mà em lại bị ship cho chị thế. Quần này ngoại trường người ta bán các chị 140-150 đấy. Đây, áo này em có mấy size đây? MLXL đúng không? MLXL em có 3 size. Em chốt các bác nhà mình tầm 45 cân đến 65 cân nhá. Để chạm 45 cân đến 65 cân này các chị này. Để chạm áo giãn thoải mái 125.000. Chị mua 5 quần nhà em rồi, chất đẹp lắm luôn, cảm ơn chị ạ. Quần chị mặc bao nhiêu, chất gì? Quần em mặc là chất u mì. Để chạm đúng rồi, càng mặc càng nhẵn, nó không bị xù. Đấy, nhà em chọn chất các chị rất là kỹ luôn. Quần này em bán sang năm nay là năm thứ tư em bán quần này rồi. Chỉ khác nhau là mỗi lần là mọi năm nó về nó sẽ có các hình khác nhau thôi. Còn chất nhà em vẫn là một loại chất. Nếu như em bán cái loại chất cắn chỉ, không bao giờ khách hàng mua nhà em nhiều như thế đâu chị ạ. Đấy, đã mua rồi xong rồi sau lại thấy đẹp, mặc thích quay lại mua tiếp. Mà mua lại không mua một cái, hai cái mà mua nhiều cơ. Các chị còn bảo mua để dành. Đấy, mua để dành luôn ạ. Áo này các chị comment cho là mã gì ạ? Khoảng 17 đúng không? Khoảng 17. Khoảng 17 có size các chị dưới 65 cân nhá. Đấy chị ạ, dưới 65 cân ạ, 125.000 một áo. 125.000 đồng ạ. Đúng rồi, sợ nhất quần cắn chỉ. Em đã bị một lô đầu tiên, tại vì lúc đấy mới tập tành bán hàng ấy. Không biết là chất nào là chất xấu, chất nào chất đẹp. Thì chị ạ, cứ thấy rẻ nhập về. Cứ nghĩ là khách thích hàng rẻ đúng không ạ? Nhập cái loại rẻ về để bán. Tức là mặc một lần là cái đường chỉ nó tự động nó cắn ra ấy. Có khi là mình mới chỉ mặc một lần mới xỏ thử thôi, nó tự động nó nứt hết cái đường chỉ ra. Bán như thế mất khách cực kỳ luôn. Thế em bảo là thà đắt thêm khoảng là 10-20 nghìn, nhưng mà cái chất nó đẹp. Được chưa? Hơn là mình tham cái loại rẻ về mình bán mất khách. Các chị có công nhận với em như thế không ạ? Áo em đang mặc là quà 17 chị ơi, 125.000. Ok chị ạ, có sao các chị dưới 65 cân nhá. 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. 45 đến 65 cân đổ về em chốt đơn nào các chị này. Của nó là cổ đính đá, để chạm cổ đính đá. Và tay của nó ren đá cho các chị luôn. Để chạm tay ren đá. Rồi, quần nhà Loan chất đẹp, form đẹp, chị mua 10 cái, em cảm ơn chị. Chị mua cả 10 cái đúng không ạ? Rồi, chị Thúy Thanh lên số điện thoại giúp em với ạ. Khoảng 17 cho em nhé. Cho em một quần em phải lên mã hàng đi em ơi. Nhà em không bị ship bất kỳ một đơn hàng nào đâu chị Nguyễn Thị Hà ơi. Không bị ship đâu chị ạ. Tại vì nhà em bán các chị sát với giá xỉ rồi. Xỉ em trên có 5.000 đến 8.000 thì làm sao bị ship được cho chị. Khách hàng em mua 10 cái vẫn tính ship 3.000, các chị mua một cái cũng là phí ship 3.000 đấy chị nhá. Rồi tiếp theo ạ. Tiếp theo lên các chị một mã này đi. Báo áo kia. Kìa, áo kia đi cho các chị mặc vào trong áo vest. Đẹp ạ. Phê pha luôn. Rồi ạ, quà 17 cho em này. Đây, quần em mặc là quần Q3. Q3 cho em là 105.000 một quần các bác nhé. Q3 105 ạ. Không, chị đưa cho em từng màu một. Em đã sẵn soạn ra từng màu một như thế, chị lại dồn vào thế. Chị bán từng màu một á? Ừ. Chị thấy cho khách hàng dễ, nhiều khi là không rõ cái màu của nó, lại bảo là vừa sai màu, bây giờ lên từng mã một. Chị đưa em có màu trắng đi ạ. Bao bao nhiêu đây. Tiếp theo là len cộc tay nha bác nhé. Len cộc tay ạ, khoảng 18 ạ. Nhìn có lốt lông và áo gió xịn rồi đẹp lắm. Em cảm ơn chị luôn. Cảm ơn tình yêu. À chị đưa cho em luôn cái gió lốt lông mới. Bây giờ còn sốc người màu cam, em xin phép là vừa bán vừa tặng luôn nhá. Em đau cổ quá rồi đấy. Q3 là 105.000 một quần chị ơi. Đây, áo này chốt các bác nhà mình dưới 60 cân nhá, 40 cân đến dưới 60 cân.
muốn mua thêm quà 8 và 11 ạ. Rồi ôi, chị cứ lên mã hàng cho em. Có số điện thoại cho em là chốt đơn mà chị. Có số điện thoại cho em là có đơn. Đây, áo này là cái dòng len cổ 3 phân cộc tay. Là các chị đang mua, đang mặc áo vest ý, để chặn áo da hoặc là áo dạ. Các chị mặc cho em con áo này bên trong để chặn, hoặc là thời tiết se lạnh các chị mặc được áo len của nó là len mỏng, len mỏng cộc tay. Các chị comment cho là mã này là gì nhỉ? Qua 18. Qua 18. Để chặn qua 18 kèm số điện thoại cho em. Em sẽ lên từng màu một nhá, cho dễ phân biệt đúng không? Hay lên ấy. Cứ lên từng màu một đi nhỉ. Được chạy, mỗi màu còn ít, em sẽ lên từng màu một như thế này nhá. Ồ, chị chờ mãi giờ mới đến. Ý là chị đang muốn tìm mẫu này đúng không? Được chạy, em biếu các chị nhà mình ngày hôm nay này 95.000 một áo. Đúng không ạ, 95.000 đồng ạ. Em còn đúng bằng này chiếc thôi. Em còn đúng bằng này chiếc thôi các bác nhá. Được chạy, 95.000 ạ. Các chị comment cho là quà 18 ạ. Quà 18 cho em 95.000 là 40 cân đến 60 cân ạ. 45 cân đến 60 cân đổ về em chỗ đơn hàng cho là quà 18 ạ các bác này. Để chạm quà 18 lên đơn ạ. 95 nghìn ạ. Q3 có mấy mẫu? Q3 em có quả áo chân ái đi rồi. Rồi ôi, áo này dễ mặc nhất trên đời luôn chị ạ. Đấy, em hay mặc những cái loại này vì hay mặc ở trong kiểu là áo khoác ấy. Để chạm áo gió này, áo da này, áo dạ này. Để chạm cái gì mặc áo vest này, mặc ở trong, nhất là mặc ở trong áo vest đẹp lắm. Rồi quà 18, màu này của nó là màu trắng kem nhá bác nhá. Trắng kem ấy, đúng là trắng tinh đâu. Trắng kem. Quà 18 ạ, 95.000 một áo. Ok chưa ạ, quà 18 kèm số điện thoại cho em. Các bác mình lên đơn, em còn tầm hơn chục cái. Em tặng các chị nốt là 95.000 ạ. Dưới 60 cân nhá, 40 cân đến 60 cân thì áo len nó co giãn. Để chạy áo len co giãn ạ, 95.000. Em sẽ lên từng màu một, nó có rất là nhiều màu. Thế mà để mà lên cả cái bảng màu các chị rất là khó chọn. Nói chung là sợ là nhầm lẫn màu ấy. Thì em sẽ lên từng mã một, để chạy từng mã một luôn ạ. Quà 18 kèm số điện thoại cho em. Đấy chạy, qua 18 ạ, qua mẫu này chị ơi. Các chị nhìn kỹ màu cho em, tại vì cái mẫu này em sẽ tua nhanh. Đấy chạy, mẫu này sẽ tua nhanh. Bác nào có đơn hàng, các bác lấy kèm đơn luôn ạ. Q7 là chất quần thô, chị ơi, quần thô nhá, quần thô hàng Quảng Châu. Đây, màu này của nó là màu đỏ gạch, là quà 19 này. Đấy chạy, mẫu này là quà 19 ạ. Em lên từng màu 1 cho nó dễ. Lên từng màu 1. Ok, cho các chị ngắn cho em ạ, quà 18 đây. Giãn thoải mái, để chạm dưới 65, à dưới 60 cân đi. Chốt dưới 60 cân em chốt. Để chạm 62 cân các chị mặc được bon chen được cho em. Để chạm 62 cân các chị vẫn bon chen được cho em ạ. Áo gió lót lông em vẫn còn đủ size nhưng mà qua 18 năm màu, mua gì mua lắm thế. Mua ít thôi. Mà ngày nào cũng có đơn. Ngày nào cũng có đơn. Em sợ chị luôn đấy chị Đào ạ. Em sợ chị luôn, bái phục chị luôn đấy. Mã này là quà 19 ạ. Đây ạ, lên các màu luôn nhá. Chị vừa bấm xong thì nghe số cân kệ. Kệ à? Nói chung là chị 6 mấy cân mặc được. Nhưng mà em chốt cho các chị tầm 60-62 cân cho đẹp nhá. Đấy chạ, đây là màu đỏ gạch cho em này. Đỏ gạch là quà 19. Đấy chạ, đỏ gạch là quà 19. Các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em. Mặc rất là đẹp luôn, dễ mặc nhất trên đời luôn. Là những cái dòng cổ 3 phân cục tay. Đấy, những cái dòng cổ 3 phân cộc tay các chị mặc rất là xinh. Quà 19 ạ, để chạy 95.000 ạ. 95.000 đồng một áo. Các chị mình lên đơn hàng cho em ạ. Mã này là em suýt nữa em bị quên đấy. Không nhớ là mình còn mã này luôn. Nó cũng nhiều mã hàng quá, không nhớ hết. Hôm qua mà không sang dọn kho thì chắc là không còn nhớ là mình còn mã này đâu. Để chạy quà 19 nữa các bác này. Lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. À, đơn tối qua nhà em chưa chốt xong rồi chị ạ. Vẫn đang gọi chốt đơn. Chưa ok không ạ, quà 19. Đây có cả màu đen này. Cái chạm màu đen là quà. Ơ. Quà 19. Rồi, chị cứ chốt đi xong là chồng lên cho lên ở với em luôn. Đấy chứ ạ. Em lên thì các chị những cái màu mà dễ nói chuyện luôn nhá. Để chạm đen trắng thì không phải là nhầm màu đúng không ạ? Quà 19 em có cả màu đen này. Để chạm màu đen này, màu đỏ gạch này, màu trắng này, màu đỏ này. Đỏ gạch với màu đỏ nhá, nó khác hai màu khác nhau. Để chạm quà 19 các chị chọn màu cho em với ạ. Quà 19 chọn màu này, màu đen này. Để chạm quà 19 cho em ạ, tông màu trắng con nào? Trắng còn mấy giá? Trắng tinh này, đây là trắng tinh nhá, quà 19 màu trắng này.
Đó, quà 19 kèm số điện thoại ạ. Thế chạm 95.000 một áo. 95.000, bay đỏ tươi nhà em còn sót ra 3 chiếc này. Thế chạm đỏ tươi nhà em còn sót 3 chiếc ạ, quà 19 cho em. Quà 19 kèm số điện thoại cho em ạ. Màu cốm này. Đây màu xanh các bác nhá. Quà 19 cho màu xanh ạ. Lâu bò. Lâu bò còn mấy cái được không? Không biết là ở trong kia còn hàng không? Đây màu nâu đây ạ. Nâu này nâu còn sót mấy chiếc này. Cái dạng nâu em còn sót mấy chiếc luôn. Các chị chốt đơn comment cho là quà 19. Quà 19 các chị chọn màu giúp em với nhá. Quần em mặc là 105.000. Giá 105 và không các chị tầm dưới 65 cân đổ với em chốt đơn. Đấy các chị chọn màu cho em, đây là màu nâu các bác này. Màu nâu cho em này. Màu đỏ tươi này các chị này. Đỏ tươi này. Màu xanh này, màu trắng, màu đen, đỏ gạch nữa. Đấy, bây giờ em còn những cái tông màu như này. Các chị lên đơn hàng, các chị chọn màu giúp em với ạ. Chọn màu, kèm số điện thoại ạ. Đen trắng thì nó là màu cơ bản rồi. Đấy, chị nào thích cái tông màu thời trang một chút thì các chị chọn màu cho em. Đây, màu nâu này. Nâu ở nâu bò ấy. Đấy, chạm nâu bò cho em. À, đấy. Em bảo em lên cái bộ mà hàng trung tuổi ấy, để cho các chị về mua tặng quà cho các mẹ. Mà em quên mất bây giờ em mới nhớ ra. Có chị nào thích không? Cho em xin mấy mẫu của cái hàng chung chung tuổi đi. Đó là cái hàng chung mà nó kiểu là giống như cái hàng của gì nhỉ? Em cũng không quên mất không nói. Cái hàng summer ấy, summer ấy. Hay để ngày mai đã chưa phân. Chưa phân được mẫu ra. Chưa cả. Tại vì hàng đấy vừa bốc ở trong kho ra chưa phân được mẫu thì. Với lại em qua về trong nhà một bao đủ cả trong. Thế có cả trong nhà này. Trong nhà có hôm qua thằng tôm mình tép chị với anh gốc có cả hàng này lên giá rất là gọn luôn. Chị ơi cái mẫu này nhà mình còn ở trong kia đúng không? Cái mẫu này còn màu đen nữa, đen nâu thì còn ít nhưng mà đen còn nhiều. Đấy chạm màu nâu hay chạm quà 19. Lên đồ mẹ đi em. Bây giờ em chưa phân được mẫu phân size ra ấy, cho nên là hơi bị khó bán. Nhưng mà đồ của mẹ thì các chị yên tâm luôn là chất nó đẹp, long lanh. Cái hàng của hàng summer ấy, để chạm hàng tới chạm summer là đồ bộ ấy. Đồ bộ bây giờ là em có cả đồ cộc tay quần dài. Để chạm cộc tay quần dài ạ. Hay lên một mẫu chị Hoa. Hay lên thử một mẫu đi. Ngày mai các chị cứ hoan hỉ cho em cái màu. Đúng không ạ? Chị mạng vừa chị bị lát chị xem lại bảng màu. Đấy thì màu đỏ gạch đấy nhá. Đây chạy quà 19 màu đỏ gạch này. Quà 19 trên màu nâu này. Quà 19 trên màu đen này. Quà 19 trên màu xanh lá đây. À xanh nõn. Để chạy màu này màu xanh nõn. Quà 19 ạ. Đây các chị này. Quà 19 và kèm số điện thoại ạ. Đây các chị này. Đấy còn ít nữa các bác ơi. Còn đường này đúng quả này trái này. Chạm quà 19 cho em ạ, 95.000 này. Tiếp theo ạ, cái mẫu đằng sau đây. Đây này, còn đúng mấy chiếc màu nâu nhá. Còn ba cái màu nâu còn đâu là còn nguyên màu đen. Áo len ạ. Nó là quà 20. Để chạm áo len cao cấp các bác ơi ạ. Áo len cao cấp cho em ạ, quà 20 này. Giống nhau. Chị nào Nguyễn ạ, định em định phân từng màu ra ấy. Nhưng mà thôi em dồn quà 18 thì cũng là cái mẫu của như quà 19 ấy. Đấy, nó chỉ khác nhau cái màu thôi. Còn 18 và 19 nó cùng một mẫu chị ạ. Giữ nhiệt em có chị ơi. Giữ nhiệt có. Đây từ từ đã, lên các chị một mẫu này nữa. SML, XL. Đúng không? SML, XL. Đây quả 20 đây. Lấy mẫu này trước, lấy mẫu quà 20 trước nhé. Để chạm quà 20 trước các bác này. Để chạm lên cho là quà 20 ạ. Bình thường áo len, nói chung là áo mặc bên trong thì nó phải bó chị. Đấy. Mà cũng phải ôm như này mà chị ơi, thì áo len nó co giãn mà. Để chạm áo len co giãn. Ok, chị chốt 5 màu nhá. Ok luôn. Đây là tiếp theo mẫu này này. Để chạm quà 20 ạ. Bây giờ hình như là mẫu này không có tay L hay sao, SM, XL hay sao ấy. SM, XL nó không có tay L. Chân ái luôn này. Đấy, chị nào mà
cái các chị mà nó có khe ấy, các bác kéo sâu sâu cho em, bác nào mà nghịch từ nhỏ các chị kéo cao lên cho em được nhé. Đây ạ, à, mẫu này các chị comment cho là quà 20, quà 20 và kèm số điện thoại này. Chị Dương Nông rồi, ok. Đây, quà 20, em tặng các chị luôn 125.000. Để chạm 125.000 đồng một áo, các chị lên đơn hàng cho là quà 20 ạ. Bây giờ em sẽ S các chị dưới 50 cân này, size M các chị từ khoảng 50-55 cân này, và sẽ XL các chị tầm 60-65 cân. Đó, XL các chị 58 cân mặc được nhé, 58 cân đến 65 cân đổ về. Các chị comment là quà 20 và kèm số điện thoại. Ok, chạm quà 20 cho em 125.000 một áo. Để chạm 125.000 đồng, các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại này. Quà 20 ạ. Eo đẹp những bách luôn. Đấy, gen này, gen đinh đá. Để chạm gen đinh đá cho em ạ, quà 20 các bác nhé. Lên số điện thoại cho em và các chị em mình có đơn hàng đẹp, gọi là xuất sắc. Rồi lên quà 20 cho em là các tình yêu. Giá bao nhiêu nhỉ? 125.000 ạ. Tí nữa em lên một ít đồ cho các mẹ nhá. Tí nữa để em xem là mẫu miếc xem có lên được hay không nữa. Đây quà 20 các bác ơi. 125.000 một áo ạ. Ok chưa ạ? Quả 20 ạ. Trắng nâu quần Q3 rồi, ok chị lò điện này, qua mẫu nhá. Để em xem này, nhiều mẫu có không biết lên mẫu nào chưa. Thật sự luôn ạ, nhiều mẫu không biết lên mẫu nào chưa. Thôi qua đi chị ơi. Tiếp theo lên áo len nhé các chị nhá. Len xuất sắc luôn các chị này, nó là hàng Quảng Châu. Các chị lên mã này cho em là quả 21 ạ. Số lượng còn ít nhé các chị yêu, mã này em sẽ không về ở đâu ạ. Còn bây giờ là còn sót một tí nào em lên nốt thì đấy. Dạ, còn sót tí nào lên đâu tí đấy ạ. Quà 19 bao tiền chị? Ui. Quà 19.95.000. Thằng em hai lớp các chị này. Để chạy nó sẽ có một lớp bên trong nữa chứ không phải là một lớp báo mỏng bên ngoài đâu. Áo này 70 cân không vừa. Để chạy hai lớp cho em ạ. Em ơi có áo da không? Năm nay thì em lại chắc là không bán áo da chạy. Tại vì mỗi năm em bán nhiều áo da rồi, mãi toàn khách quen. Nên là năm nay áo da thì em năm nay các chị bảo là mặc vẫn như mới, nên là em không chắc là năm nay không nhập áo da nữa. Lên bộ cho mẹ đi em, để mai chị kiếm tiền ship của Loan. À, chị lại còn dã man thế chứ. Đây các bác này, mã này các chị comment cho là quà 21 đúng không? 42 cân, chị đang hỏi mã nào chị ơi. Đây, lúc này có chị đang bảo là chị vừa mua 390 xong đúng không? Chị vừa mua 390 xong. Đó. Các chị comment cho là quà 21 các bác này. Con các chị tầm khoảng là 45 đến 65 cân nhá. Ok, chạm 45 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn. Cái phần thân này là thân len. Để chạm cổ là cổ pha sơ mi ạ. Cổ pha sơ mi cho em hàng Quảng Châu. Em tặng các chị là 279.000 một áo. 279.000 đồng các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Em đến đâu rồi nó này. Dưới 65 cân đổ về chỗ đơn nha các bác nhé. Để chặn len cho chị nhìn xem ạ, chất len dày dặn luôn. Để chặn cái phần này là phần thêu nha các bác nhé. Phần thêu ạ, mã này các chị comment là quá 21 ạ, số lượng em còn ít lắm. Còn có 1, 2, 3, 3, 4 cái màu nâu thôi. Còn sót 4 nâu và còn tầm khoảng là chục cái màu đen. Để chặn còn sót 4 cái màu nâu và 10 cái màu đen ạ. Các chị comment cho là mã quá 21. Hàng len này là hàng len cao cấp đấy chị ơi nhá. Thị trường đang bán các chị 390-400.000. Em tặng các chị mức giá 279.000 đồng một áo. Ok chưa ạ? Quà 21 kèm theo số điện thoại ạ. Dòng cao cấp xịn sò luôn. Đấy. Áo gió lót lông đi em à. Rồi, các chị lên mã hàng kèm số điện thoại trên là có đơn nhá. Đấy, bây giờ các chị thích áo gió lót lông, bây giờ em tặng các chị áo gió lông nhá. Cho các chị nào em nói rõ nhá. Hôm nay chị nào có đơn hàng kèm theo để em tặng, chị nào mua một cái hoặc là 10 cái nguyên áo gió lông không là em không bán, tại vì là em xả, bây giờ là xả giá lỗ. Để cho chị nào hôm nay có đơn hàng kèm theo. Được không ạ? Nhưng em chỉ còn sót một màu thôi.
ngắn tay của 3 phân là quà 18-19 chị ơi. Nó là hai mã quà 18-19. Rồi mã em mặc là quà 21 các bác nhá. Quà 21 cho em màu đen này. Được chưa? Quà 21 màu đen và quà 21 cho em mã màu nâu. 279.000 đấy em ơi. 279 dòng này dòng siêu cấp cho em. Được chưa? Dòng siêu cấp ạ. Quà 20 42 cân mặc được chị. 42 cân mà sẽ S cho em. Trên 40 cân mặc được sẽ S mà chị. Cái mã quà 20 ấy. Các chị nhìn đàm này. Đấy chạm đẹp xịn xò con bò luôn. Cái phần trong của nó sẽ là pha sơ mi nhá, thân liền. Đấy chạm pha sơ mi thân liền cho em. Các chị lên đơn hàng chỉ là quà 21 ạ, kèm số điện thoại này. Ok chạm quà 21 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Bình tĩnh nha chị ơi, em đau hết cả cổ cho em chị cốc nước chị. Tiền đầu tiên này. Đây gió lót lông này em tặng các chị kèm đơn nhá. Ok chưa ạ, gió lót lông đây. À hôm trước em mua quần thần tánh mà không được chốt à. Hôm nay em lên mã hàng em ơi. Cho em xin một cái mã áo nhưng không có ai nữa. Tiếp theo một áo giữ nhiệt của mã hàng 002 là mã cổ tim ạ. Thì chạm 002 của mã cổ tim cho em. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. Thì chạm 002. Các chị comment mã cho em. Bây giờ em đang còn đang về trước ở màu đen. Để chạm còn các màu khác thì em sẽ về sau các bác nhé. Màu khác thì về sau ạ. Các chị đừng để số điện thoại trên livestream như này. Thật sự luôn ạ. Tại vì hàng em không phải nguyên nhà em bán. Thị trường cũng có. Các chị để lại số điện thoại thôi. Địa chỉ nếu các bác muốn chốt đơn nhanh ý, các bác nhắn tin, để chạy nhắn tin địa chỉ. Chứ đừng comment địa chỉ ở trên live như thế này. Đấy. Những cái bọn mà ăn không ngồi rồi nó chỉ có rảnh để người ta dình live stream người ta ăn cắp đơn thôi. Mà các bác để cả địa chỉ ở trên live như thế này thì khác gì dâng mỡ lên miệng mèo. Đúng không ạ? Đây. Giữ nhiệt này là mã 002 các bác nhé. 002 ạ, kèm số điện thoại cho em biếu các chị 115.000. Để cho em tặng khách hàng nghe là 115 ạ. Phong các chị nhà mình dưới 60 cân đổ về nhá. Dưới 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. Lê chờ mã 002 nhá. 002. Cách số điện thoại cho em ạ. Cái gì vậy? Ok chưa ạ? 002 là nhiệt hộp cổ tim. Dòng áo giữ nhiệt định hình ạ. Áo giữ nhiệt định hình, các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Giữ nhiệt định hình ạ, mã 002. Đấy, bác nào có đơn hàng kèm theo các bác lấy thêm con áo giữ nhiệt này các bác này. Đấy chị ạ, mặc cực thích luôn ạ. 002 em đang về được trước màu đen. Hiện tại là các màu khác em hết, còn nguyên màu đen đây ạ. 002 cho em ạ, áo gió lót lông đây. Lót lông em có sai các chị nhà mình dưới 60 cân, dưới 65 cân nhá. Chị cho em xem có cái mẫu nào lót lông của màu nâu không. Nhiệt tình đá cổ cao có mà chị, lúc nãy em lên từ lúc đầu like chị ơi. Lên rất là nhiều. Quần em mặc có 2X chị ạ, hôm nay về được size 2X rồi. Các chị cứ lên số điện thoại cho em ạ. Có size các chị dưới 65 cân nhá. Từ 40 cân đến 65 cân. Là quần này các chị thì mình có size vừa. Em về được 3 hình khác nhau đấy. Nhưng mà mặc cái đấy đi, dơ cái này thôi, cái này size to. Rồi. Đây ạ, gió lót lông cho em tặng các chị cứ rẻ hơn một cái áo phông nhá. Nhưng mà chị nào có đơn hàng ngày hôm nay kèm theo thì em tặng, đúng không ạ? Các chị comment cho em là gió lót lông kèm số điện thoại. Chị chạm gió lót lông và kèm số điện thoại cho em ạ. 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Em đang còn sót nguyên màu cam. Rồi, nhận được gió 48 rồi. Ok lắm, em cảm ơn chị. Đẹp ok lắm, chị Phương Linh Hù, em cảm ơn chị nhá. Ok, chị các chị nhìn hàng này. Các chị comment là gió lót lông nhá. Em nhớ các chị mình ngày hôm nay ạ. Kèm đơn hàng nhé các chị yêu nhá. 75.000 một áo. Ok chưa? Lót lông hẳn hoi nhá. Lót lông hẳn hoi luôn. Giá này là giá tặng tri ân. Cái chạm mũ tháo rời được ra. Cái này mà nhẽ ra là nếu mà em lên từ lúc đầu like ấy, là hết sạch hình xanh luôn ấy. Nhưng mà cái này em còn ít này. Với lại lên lúc đầu like em không thể nào em tặng hết mọi người được. Đấy, em nói luôn là cái này là chị nào ngày hôm nay có đơn hàng kèm theo thì em
em cho đi đơn cùng nhá, để cho em cho đi đơn cùng. Còn chị nào không có đơn xin các chị là em bỏ qua. Ok chưa, em biếu các chị nhà mình 75.000 một áo. Các chị comment trên là gió lót lông kèm số điện thoại. Ok chưa, gió lót lông kèm số điện thoại cho em. Các chị nhìn hàng của nó đẹp hích mách luôn ạ. Có túi này, có khóa này. Đấy chị ạ, có túi, có khóa rộng lệ cho em. Các chị comment là gió lót lông kèm theo số điện thoại cho em. Và các chị mình có đơn ạ, mũ tháo rời được nhá. Bây giờ các chị đi nhập hàng ấy, cái gió lót lông mà hàng kiểu là hàng gia công ấy, các chị đã nhập vào trăm mấy rồi. Thẳng thắn luôn ạ, các chị đang nhập vào trăm mấy rồi. Cái hàng này bây giờ là em bán nói là số lượng nhiều rồi ấy. Bây giờ là chỉ còn sót một màu. Size số thì nó vẫn đều là MLXL, nguyên màu cam, em còn sót lại. Em tặng các chị nốt 75.000 cho gọn mẫu các bác nhé. 75.000 đồng ạ, không hề câu like, câu view. Ngày mai chị nào có đơn hàng em hứa các chị là em tặng các chị kèm đơn con này luôn 75.000. Để cho em tặng các chị kèm đơn hàng luôn ạ, 75.000 đồng một áo. Các chị lên đơn và kèm số điện thoại cho em ạ. Còn cho chị quần 2XL áo giật C3. Đấy, chị nào không thích mũ các chị tháo mũ ra được cho em ạ. Chị nào không thích mũ tháo mũ ra được nhá. Để chặn gió lót lông cho em ạ, gió lót lông ạ. Ủa mình mua hơn 200k mà. Đợt trước em bán là 280. À, gió lót lông, ôi mua rồi đẹp tuyệt. Hôm nay tặng các chị 75.000 một áo được chưa ạ? Gió xịt nha, gió xịt còn. Khiếp lại gió xịt chứ dã man không ạ? Đấy chứ ạ? Cam của nó nói chung là cái cam của nó không phải màu cam đậm hẳn đâu. Cam của nó cam tươi tươi đấy chị ạ. Nói chung là cái giá này thì các chị cũng phải suy nghĩ rồi. Nó còn rẻ hơn một cái áo phông mà, đúng không ạ? Rẻ hơn một cái áo phông bình thường. Đấy, một con áo ấm cho em ạ, lót lông bên trong. Các chị ơi, nó là gió gân chống thấm nước các bác nhá. Gió gân chống thấm cho em ạ. Rồi các chị cứ lên mã hàng cho em là gió lót lông ạ, 75.000 đồng cho em và kèm số điện thoại cho em là các chị mình có đơn. Chị ơi, em nhà mình còn một ít gió mà gió lưới. Chị đưa cho em ạ, tặng các chị mấy chục nghìn cho hết đi. Những cái mã mà thường ít ít tặng các chị rẻ rẻ là thường là hay để câu view đầu like ấy. Nhưng mà thôi ạ, ngày hôm nay bác nào có đơn hàng em tặng cho mỗi chị cái, chị nào vừa các chị lấy nhá. Để chặn chị nào vừa các chị lấy á. Bây giờ em còn size to của cái mã mà em thiên vị cái gì chị. Mỗi năm mỗi khác chị ơi. Năm nay thì em nhập được số lượng thì nhập được rẻ hơn, chứ mỗi năm em nhập vào đã hai mấy rồi chị ạ. Mỗi năm cái áo em nhập đã 200 mấy rồi. Bây giờ là còn sót một màu thì em tặng nốt các chị thôi. Đấy, bây giờ còn sót một màu em tặng nốt các chị là giá nốt là 75.000. Em lỗ mà. Trời ơi, lấy đâu ra lời lãi nữa các bác. Để chạm gió lót lông cho em ạ. Lót lông cho em nó có cả màu nâu, lót lông màu trắng và lót lông màu nâu nhá. Nói chung là cái lót bên trong của nó các chị này có cả lót lông màu nâu nữa. Ok chạm, có cả lót lông màu nâu cho em thế này. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. À, đẹp. Gió lót lông quá nhịn, em cảm ơn ạ. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Đây các chị này. Màu vậy đẹp nhất cái nách luôn. Để chạm đẹp nhất nách luôn ạ. 75.000 một áo. Đây, thế này em còn sót một ít này. Đây là gió gân cho em. Nó lẻ nhá. Bây giờ là còn nguyên size XL thôi. Để chạm nguyên size XL thôi. Các chị lên đơn hàng trên là gì chị ơi? Còn màu gì trong đấy vậy? Cam tím đúng không? Cam tím với màu gì? Cam tím đen đúng không? Ba màu còn nguyên size XL phải không chị? Đây ạ, em còn nguyên XL chứ bác nhá. Em nhớ các chị nhà mình 50.000 một cái. Kèm đơn à. Để chị ạ, 50.000 đồng một chiếc. Đây là gió lót lưới. Ok chị ạ, gió lót lưới cho em. Các chị comment mã này là gió gì ạ? Quá 22. Quá 22 ạ. Em còn size to các bác nha. 60-65 cân. Đấy chị ạ, chị nào tầm 60 cân hay 65 cân các chị chốt đơn, hoặc là các chị mua về các chị mặc làm áo gió, áo chống nắng cũng được. Đấy chị ạ, áo chống nắng cũng được. Các chị comment là quá bao nhiêu chị? Quá 22 ạ. Quá 22 em biếu các chị nhà mình 50. Đấy chị ạ, 50.000. Em mặc là màu cam đậm này. Cái này chị tháo được mũ này. Đấy chị ạ, cũng tháo được mũ ra cho em. Hàng đẹp các bác nhá. 50.000 một chiếc. Em xanh lý ạ, còn nguyên size to. Đấy chị ạ, màu cam này. Màu cam đây, màu cam đang mặc đây ạ. Màu cam là màu này. Màu này là màu phai môn là 2 này. Đấy chị ạ, màu thứ 3 nó sẽ là các màu đen. 50.000 một chiếc. Đấy chị ạ, em tặng các chị 50.000 một chiếc. Ok chị ạ, quá 22 ạ. Bác nào có đơn hàng ngày mai các bác lấy thêm nhá. Quần chip em hết hàng chị ơi. Quần chip em hết hàng rồi. Các chị comment là quá 22 ạ. Kể số điện thoại cho em ạ, 50.000. Trời ơi, ai bán giờ này các chị.
Qua 22 cho em. Đấy chị ạ, 50.000 một cái, gió lót lưới cho em nhé các bác nhá. Đấy chị ạ, gió lót lưới này, gió nhẹ nhàng. Tím thì toàn nó còn ít màu tím này. Đấy chị ạ, màu tím cho em này. Qua 22 ạ. Đấy chị sờ hàng này hàng công ty các chị này, hàng công ty cho em đường kim mũi chỉ nó sắc nét lắm. Nó không phải là hàng gia công đâu. Bây giờ nhập vào đã 100 mấy giá nhập rồi. Đấy chị ạ, bây giờ vào vụ đang 100 mấy giá nhập vào rồi. Bây giờ em còn lẻ size to các bác nhá. Đang còn lẻ size to, em tặng nốt các chị làm một. À quên, 50.000. 50.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cho em. Túi giọt lệ, khóa giọt lệ cho em ạ. Khóa giọt lệ này, 50.000 một chiếc. Có không còn size S đâu chị ơi. Bây giờ nó còn nguyên size XL. Các chị 60-65 cân 58 cân mặc được. Đấy. Rồi ôi, hộ đợt nọ mình mua gió lót lưới mà không được chốt size XL này làm sao thế? Bây giờ nhà em còn lẻ nguyên size XL đấy chị ạ. Qua 22. Hôm qua em dọn kho em mới còn sót lại thôi chứ không thì cũng hết rồi, chuyến trước thì cũng hết rồi chị ạ. Còn đâu. Cái này là bị sót kho thôi, còn nguyên size to. Đấy, sót kho còn nguyên size to các bác nhá, đây đen này. Được chị ạ, màu đen này ạ, 50.000 một chiếc. 50.000 một chiếc áo gió này. Các chị lên đơn cho em là quá 22 ạ. Đẹp chất lượng luôn nhá. Đấy chị ạ, uy tín luôn. Chắc đẹp xịn xò luôn mà có 50.000 tặng các chị luôn. Ok chị ạ, ngày mai chị nào mà còn lỡ mà nhà em hết hàng hoan hỉ cho em với nhá. Em đang bảo em à đây nhá, đợi em một tí em lấy cho các chị thêm một ít cái đồ bộ của đồ của trung trung tuổi nhá, của mẹ nhá, để em lê thử các chị một mẫu này. Trên like ấy mà các chị cứ bảo em ơi like đi này, cái đồ này nó không bo gấu để chạm của trung trung tuổi mặc ấy, cho các mẹ mặc này này. Size số như nào đây, đây size L à? Hàng có 3 cái cúc và 2 cái cúc phải ạ? Ừ, để em thử cái này xem nào. Em mặc thử nhá các chị yêu nhá, lên đồ mẹ luôn ạ, mua quà tặng cho mẹ nhá. Sai gì, sai gì? L 1X 2X à? Ừ. Đây em đang có sai L 1X L 2X L. Ok chưa ạ? Đây cái bộ này nó như kiểu là hàng mini ấy. Đấy chứ ạ, tương đương với hàng mini luôn. Đấy, cái phần này theo cho em nhé. Các chị lên mã này cho em là gì nhỉ? Chị mê cái áo khoác mà canh đang mặc lắm, nhưng mà chị không vừa được. Tại vì nó là size S chị gái ạ. Đợi lúc nào mà em lấy đủ size về. Nhưng mà đủ size về của nó là 2 triệu mấy thôi chị ơi. 2 triệu mấy. Hôm nay em lấy đủ size về em bảo nhá. Đây ạ. Dâu bé em lên rồi chị ơi. Đây các bác này. Nói chung là em đang có sẵn là màu, em mặc là đỏ đô nhá, với ngoài của nó đỏ đô đấy ạ. Nói chung là mỗi màu nó em chỉ còn 1-2 bộ thôi. Đây màu của nó là màu vàng đậm cho em. Để chạm màu vàng đậm, màu này mặc cực kỳ là tôn da luôn. Ủa con này 2XL mà chị. 2XL đây. Để chạm màu này các chị này. Lên hàng cho em ạ, hàng này chị Trung Đông bán là 315.000. Để chạm theo giá cài của nó 315.000 một bộ. Các chị lên đơn mã này cho là gì nhỉ? Quà bao nhiêu? Quà 23. Quà 23. Quà 23. Em đang có màu đỏ đô này. Em mặc là đỏ đô nhé. Còn đây là màu đỏ mận cho em này. Để chạm đỏ mận này. Có cả đỏ tươi này. Đúng không? Đỏ tươi đây. Đỏ đô, đỏ mận, đỏ tươi. Ba màu đỏ cho em với. Đỏ đô, đỏ mận, đỏ tươi, màu vàng. Để chạm tổng em có 4 màu. Các chị comment là quà hay quà 23 đúng không? 139.000 một bộ. Xuất sắc chưa ạ? Thị trường đang bán hơn 300. Em bảo rồi, chất không đẹp các chị giả lại em. Để chạy chất không đẹp giả lại em luôn ạ, toàn bộ hàng thêu.
Em tặng các chị luôn là 139.000 đồng. Các chị comment cho là quà 23. Chọn màu chọn size vừa cho em với ạ. Chọn màu chọn size vừa. Ok, chạm quà 23 lên đơn và kèm theo số điện thoại này. Thì chạm 139.000 đồng ạ. Tặng cái này thiết thực nhất, nhiều khi là cho các mẹ tiền thì các mẹ lại không thích đúng không ạ. Nhưng mà mua quần áo, nói chung là mỗi lần mặc lại nhớ đến ôi con nó tặng cho mình cái bộ như này đúng không ạ. Bộ Quảng Châu nhà em còn. Đấy, bộ này em còn tầm một chục bộ thôi. Lẻ mẫu thôi ạ, lẻ mẫu. Để chạm quà 23, ngày mai các chị chọn màu cho em với. Đỏ đô thì em còn sót cũng như là 2-3 bộ đây. Đây màu này là màu đỏ mận này. Để chạm màu đỏ mận chất đẹp lắm các chị ạ. Chất con dẫn thoải mái. Nói chung là các mẹ cứ dưới 65 cân đổ về cho em ấy ạ. Để chạm từ khoảng là 45-46 cân ạ, đến 65 cân đổ về. Mẫu này em có L, 1XL với 2XL. Dòng này là dòng không bo gấu. Nên các mẹ không thích mặc bo gấu như là chị em mình trẻ trung đâu. Đấy, thường là hay mặc như này này. Đó, quần thì ống nó không ôm sát quá mà ống nó như này. Các chị nhá, ống nó như này cho em ạ. Các chị comment cho em là mã gì ạ? Quà 23. Quà 23. Kèm số điện thoại cho em tiếp theo. Các chị ơi, còn mẫu gì nữa? Nó còn linh tinh ấy. Chị em dồn cái mã này là quà 23 nhá. Thật sự ra cái màu vàng này mặc cực kỳ tôn da. Nó không phải là vàng chanh đâu. Nó là kiểu là cái vàng mơ ấy. Mặc tôn da cực kỳ luôn. Cái chạm mặc tôn da cực kỳ luôn cái màu vàng mơ này. Để chạm quà 23 và kèm số điện thoại ạ. L1X2X. Để chạm L1XL2XL ạ. Có phải mẫu này không chị? Không. Khác à? Rồi, tiếp theo lên quà 24 nhá. Tiếp theo một mẫu nữa của bộ trung tuổi ạ. Rồi cái màu vàng này mặc cực kỳ là tôn da. Đó. Quà 24 ạ. Quà 24 lên đơn và kèm số điện thoại cho em. 139.000 nốt này. Em biếu các bác nhà mình luôn. Để chạm quà 24 ạ. Em mặc là màu vàng, đó là màu vàng mơ các bác nhá. Màu vàng kiểu là màu vàng cốm cốm ấy nhỉ. Em chả biết tả cái màu này màu gì luôn ấy. 5 6 màu ạ. Đẹp lắm này. Chị đưa cho em màu của nó với. Vàng bò các chị này. Chị chạm màu vàng bò cho em ạ. Chị hay mặc bộ như thế này của Uni. Nghe Loan nói thật mình chả lẽ mình đã vào top trung tuổi. Chị ơi, nhiều khi ý, các bạn cấp 3 vào cửa hàng nghe em ấy chào em bằng cô và em giật mình luôn ấy. Nó chào em bằng cô và em giật mình luôn mà chẳng lẽ mình nhanh già như thế. Em bảo chào bằng chị thôi, vì chào bằng cô thế thì chị nhanh già lắm à. Nó chào em bằng cô mà. Nhưng mà cũng đúng thôi, mình gọi bố mẹ đâu mà anh chị nó chả chào mình bằng cô. Đây là màu cam đây chị à. Màu cam, cam cũng là cam đậm nhé các chị nhá. Màu cam đậm cho em ạ. Các chị comment là mã này là mã quà 24 ạ. Quà 24 màu cam đậm này. Đó, quà 24 cho em ạ, tông màu đỏ đô. Quà 24 màu đỏ đô này. Phong ấp các chị là mình cứ dưới 65 cân nhá. Nói chung là em ở nhà em cũng hay mặc đồ bộ lắm. Kiểu kiểu như này em vẫn mặc mà. Đấy, màu đỏ đô cho em này. Chất nó rất là đanh. Để chạm lên cho là quà 24 và kèm số điện thoại ạ. Để chạm quà 24 lên đơn là cho em này. Đây là màu đỏ đô cho em nhá. Màu này là tông màu đỏ. Đây là màu đỏ cam này. Đỏ đỏ tươi cũng được, đỏ tươi. Để chạm quà 24 cho em màu đỏ tươi này. Đấy, kèm số điện thoại cho em ạ. Chất lượng thì các chị phải suy nghĩ luôn. Nói chung là trước em hay mặc đồ bộ này lắm. Rồi bây giờ cũng thế, ở nhà em toàn mùa hè thì em mặc quần sóc áo phông. Để chạm mùa đông em mặc cái thu thu ấy, em hay mặc những đồ bộ này kiểu là nó có túi quần này, đựng tiền điện thoại thoải mái, nhiều khi mình bán hàng ấy.
Đấy, không có mặc cái loại quần mà không có túi là không mặc được. Đấy, đây là màu đỏ, đỏ tươi cho em nhé. Còn đây là màu vàng bò này. Đấy chạm đây, màu vàng bò này. Em mặc là tông màu của nó vàng, kiểu là vàng vàng mơ. Đấy chạm vàng mơ ạ, quá 24 ạ, 139.000. Em xả luôn 139. Ok, chạm hàng là toàn bộ hơn 300.000 giá thị trường đang bán. Bộ này tay dài thì em có bộ của hàng Sài Gòn New chị ạ. Hàng của Sài Gòn New. Đó, các chị nhìn cho em này. Vàng bò nhá. Vàng bò này XL này. Vàng bò đủ size em chị. Màu vàng bò, nói chung là cái tông màu trên livestream sẽ sáng hơn cái tông màu bên ngoài một tông. Cái chạm nó sẽ sáng hơn tông màu bên ngoài một tông luôn ạ. Đấy, các chị nhá. Lên đơn và kèm số điện thoại cho em ạ. Tiếp đi chị ơi. Rồi, quà 24. Quà 24 cách số điện thoại cho em là các bác mình có đơn. Co giãn thoải mái. Đấy chị ạ, co giãn thoải mái, xả 139 ạ. Xả 139. Mẫu đấy có đủ màu đủ size đấy không? Một mẫu nữa đi chị. Cái mẫu này luôn, cộc tay đi. Cộc tay luôn đi. Rồi, tiếp theo qua các chị một mẫu nữa nhá. Để chạm mẫu nữa, các chị có mày là mẫu này quá 24, các chị chọn màu chọn size vừa cho em. Nó vẫn đủ màu đủ size ạ, nhưng mà số lượng còn ít. Để chạm số lượng còn ít luôn. Đó, quà 24 lên đơn hàng kèm số điện thoại này. Để chạm 139.000. Vừa bán vừa tặng. Thực sự luôn ạ. Em xả lỗ luôn. Để chạm bộ này của nó là hàng thu đông. Để chạm hàng thu ấy. Nó là quần dài áo cục tay. Để chạm quần dài áo cục tay, các chị lên đơn mã này cho em ạ. Mã này cho em là bộ gì ạ? Quà 24 nhá. Kèm số điện thoại ạ. Cam này, mã này là quà 25. Quà 25 nó còn tầm chục bộ. Để chạm đây là mã hàng quà 25 cho em. Quà 25 kèm theo số điện thoại cho em ạ. Quà 24 các bác cứ lên bãi tỏi cho em, số lượng vẫn còn nhé. Đây, mẫu này là quà 25 ạ, 65 cân có vừa chị ơi. Đấy chị ạ, tại vì là form trung trung ý thì form nó sẽ to hơn là hàng form trẻ. Đó, co giãn thoải mái luôn, các chị nhìn cho em này. Hàng dễ chịu lắm. Đấy chị ạ, mặc dễ chịu cực kỳ luôn ạ. Toàn bộ hàng theo cho em nhé. Mã này là quà 25 ạ, 139. Em mặc là màu cam nhé, cam này sẽ là màu cam đậm nhé. Các chị nhìn cái họa tiết này, nhìn cực kỳ là xinh luôn. Đấy chị ạ, quà 25. Các chị nhìn cho em cái gấu này. Đấy chị ạ, cái gấu cho em này. Em đang có mẫu này em còn tầm chục bộ ạ. Quá 25 139. Em màu hồng này. Hồng đấy sẽ là màu hồng đậm nhá. Hồng đậm đó là quá 25 ạ. Các chị nhìn màu này. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Ôi mai em phải để lại bộ này em mặc mới được. Yêu chưa? Còn mỗi chục bộ thôi. Thế chị ạ, em còn sót chục bộ nữa, các chị nhìn màu sắc cho em nhé. 139 em mặc size L đấy. Em 53 cân đấy. Em cao 1m58, em mặc size L ấy chị này. Đấy chị ạ, 139.000 đồng ạ. Hàng co giãn mà. Nói chung là các mẹ cứ tầm khoảng 45 cân đổ lên là mặc được. Đấy chị ạ, 45-46 cân. Tại vì là thường là các mẹ là kiểu trung trung tuổi ấy. Lớn lớn tuổi ý là kiểu là hay bụng to. Đấy chị ạ, bụng to, đùi to. Đấy. Với lại là các mẹ là không thích mặc ôm sát quá. Nên là cứ chốt từ 45 cân đến 65 cân nhá. 45 cân đến 65 cân. Nhưng mà size số của nó không còn đủ đâu ạ. Mã này là đánh từ size L 1X2X cũng tương đương với MLX thôi chị ạ. 45 đến 65 cân. Các chị nhìn cho em màu hồng này. Chồng chị đang xem cùng, bảo nhích đi cứ khen em loan xinh. Bảo chồng chị xem mà làm ở trên Thủy Định Na Hang có phải lòng cô em nào tên Quang không chị? Đây chị này. Đây màu xanh của nó, xanh xanh cốm nhá chị nhá. Xanh cốm cho em này. Tông này tông một tí. Ngày mai sẽ lên bộ Sài Gòn New, bây giờ em chưa phân được mẫu ạ. Đây là mã quà 25 ạ, màu tím này. Ok chị ạ, quà 25 cho em màu tím. Kèm số điện thoại ạ. Cái giấy mùng ra. Chị Phương Vũ ơi, dồn đơn đúng không ạ? Đây màu tím đây các chị này.
chất toàn bộ là chất cô tông nha các chị nhá. Chất cô tông. Đó, màu tím đây. Bác nào lấy màu tím được bác lên đơn hàng cho em ạ. Ôi chết rồi, hơn 11 giờ rồi các bác ơi. Cứ mải nói chuyện bây giờ đến hơn 11 giờ rồi ấy. Em cứ tưởng còn sớm cơ ấy. Hãy để mai em lên tiếp nha các chị nhá. Hôm nay có đá bóng á? Kinh nhờ, dạo này fan à? Rồi quà 25 các chị chọn màu chọn size vừa nhá. Em nghỉ đây các chị ơi, mai em tìm tiếp nhá. À, rồi ok chị. Em lại tưởng chồng chị hay làm ở trên Na Hang. Có chồng chị nào làm trên Na Hang ấy ạ? Có ai nhỉ? Nói chung là có một chồng khách, chị. Có khách cũng nói như thế. Có chồng chị làm trên Na Hang, bảo nên là đi qua gặp mình rồi. Chị Hương làm ở thủy điện gì ở dưới 16 ấy này. Mới à? Ừ, chị bảo là chồng chị cũng làm ở gần chỗ em bán hàng ấy. Mà chị ở Hải Dương. Cũng bảo hôm nào lên Tuyên Quang rồi vào em chơi. Ôi dồi ôi, thế chị phải lên luôn đi. Nhưng mà đợt này đang dịch thôi. Nếu mà không dịch thì bà cũng lên thật đấy. Thôi em nghỉ các chị nhá. Hẹn các chị ngày mai em lên tiếp đúng không ạ? Mai em lên tiếp. Ôi màu cam này mặc tôn da thế nhỉ. Này, trong màu cam bên ngoài nó đậm đậm đấy, không phải cam tươi mà kiểu là cam sáng, cam cà rốt đâu, nó là màu cam đậm ạ. Các chị áo gió lót lông ngày mai chị nào có đơn hàng kèm theo để em tặng các chị thêm một cái áo gió lót lông nhá. Thôi muộn rồi chị ơi, chị biết là em nói từ lúc 8:30 đến bây giờ là gần 3 tiếng đồng hồ đấy ạ, gần 3 tiếng, nói hơn cô giáo rồi đấy ạ. Cái cô giáo ấy nói còn có lúc nghỉ chứ em nói các chị biết là 3 tiếng đồng hồ liên tục. Em mà cố còn ngày mai là không like nữa đâu. Ngày mai là không lên like nói được nữa anh. Kiểu nó khả tiếng nó không nói được. Nhưng hôm nay tạm tạm đến đây để mai lấy sức để chiến đấu tiếp các bác nhá. Bây giờ em nghỉ đi ạ. Bye bye các chị yêu ạ. Chúc các chị yêu mình ngủ ngon ạ. Mai lại lên săn tiếp các bác nhá. Em nghỉ đi ạ. Cái bút lông mới làm sao của chị.